Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 30. Ánh mắt Tô Thương run lên, rồi lập tức vung kiếm lên, trong đám đó tên mạnh nhất cũng chỉ là Thiên Tông Trung Kỳ, yếu nhất là Địa Tông Sơ Kỳ. Đối mặt Tô Thương và Thương Khung Kiếm, căn bản không hề có lực đánh trả nào, trong thời gian ngắn ngủi nửa phút đồng hồ, toàn bộ đều bị giết chết hết, không trở lại một tên nào. Chuyện này, khủng khiếp quá. Chỉ vung kiếm thôi đó, mà trong thời gian ngắn ngủi đã giết được bao nhiêu người như vậy. Thực lực của tiền bối cổ, rồi toàn quân bị diệt sạch hết, ông chủ chắc chắn cũng sẽ không chống chọi lại được Dược Vương Điện, chúng ta nhanh trốn đi thôi. Các cao thủ của nhà họ Đỗ ở xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, toàn bộ bị dọa cho thất kinh hồn vía, chạy tán loạn khắp nơi. Trốn thoát được sao? Tô Thương liên tục cười nhạo, mặt trầm như nước, chuyện đã tới nước này, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua một ai cả. Khi bọn họ đến Sơn Trang Y Vân, thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị giết chết đi chứ. Kiếm khí lưỡi liềm không ngừng được phóng ra, lại chỉ mất nửa phút thì toàn bộ cao thủ của nhà họ Đỗ cũng bị giết sạch. Không. Đỗ Minh Viễn vẫn đang chiến đấu với Trương Trọng Ngu và Đoan Mộc Hải phát hiện ra tình hình chiến đấu bên này, lập tức trợn to mắt lên hét, Tô Thương, tôi sẽ khiến cậu chết không yên lành. Người nên chết chính là ông. Khóe miệng Tô Thương khẽ nhếch lên cười, tay cầm Thương Khung Kiếm, gia nhập vào cuộc chiến của ba người đó. Vốn dĩ Đỗ Minh Viễn đã ở thế yếu, bây giờ lại có Tô Thương gia nhập vào, cục diện liền nghiêng hẳn về một bên. Phút. Rất nhanh, Đỗ Minh Viễn đã bị Tô Thương chém một nhát ngay ngực, cơ thể cũng theo đó bay ngược ra phía sau, máu bắn đầy trời. Hai phút sau. Cơ thể của Đỗ Minh Viễn rơi ầm một cái trên mặt đất, ông ta há miệng phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở yếu ớt dần. Cùng lúc đó, đám sương mù đen vây quanh ông ta cũng thoát ly ra khỏi cơ thể, dần dần tiêu tán đi mất. Sớm đã nhận ra võ công của ông quỷ dị, nhưng không ngờ lại còn có thể dung hợp được cả hồn phách. Cái hồn phách này lúc còn sống ít nhất cũng là thần tông trung kỳ nhỉ, hơn nữa bởi vì cái võ công đó mà ngưng tụ được thần hồn, bây giờ thất bại rồi lại muốn trở về lại cơ thể của ông sao, ha ha, tôi có đồng ý chưa hả? Ánh mắt Tô Thương nhìn chăm chú vào đám sương mù màu đen, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó anh bỗng nhiên giơ tay lên, há miệng thốt ra hai chữ câu hồn. Vốn dĩ, đám sương mù đen nên tan biến và trở lại vào cơ thể của Đỗ Minh Viễn trong một hình dạng khác, chờ đợi lần triệu tập tiếp theo của ông ta. Nhưng cùng với hành động giơ tay lên của Tô Thương, đám sương mù đen kia dần dần lại ngưng tụ lại, rồi lại bay vào trong lòng bàn tay của Tô Thương. Giờ này phút này, một tay Tô Thương cầm lấy đám sương mù đen, đám sương mù ở trong tay anh không ngừng giãy giụa, nhưng lại không có cách nào thoát ra được. Đừng phí sức nữa, bí thuật câu hồn của tôi, là dùng để câu những hồn phách của thần tiên, mà ông chỉ là một tên luyện võ mà thôi, tuyệt đối sẽ không thoát được khỏi bàn tay của tôi đâu. Tô Thương lạnh lùng uy hiếp đám sương mù đen này, tôi khuyên ông ngoan ngoãn chút đi, nếu ông còn dám động đậy nữa. Coi chừng tôi làm cho ông hồn phi phách tán. Lời này vừa nói ra, đám sương mù đen kia như là nghe hiểu cho nên không dám nhúc nhích, động đậy nữa. Tô Thương. Lúc này, Đỗ Minh Viễn vẫn đang nằm dưới đất, nghiến răng nghiến lợi nói, cậu đã làm gì ông nội tôi vậy hả? Ông ta là ông nội ông sao? Tô Thương nhìn đám sương mù màu đen, rồi lại nhìn sang Đỗ Minh Viễn. Không sai. Đỗ Minh Viễn lạnh giọng uy hiếp nói, Tô Thương, tôi thừa nhận cậu rất mạnh, ngay cả cổ Hồng Nguyệt cũng chết trong tay cậu, nhưng nhà họ Đỗ chúng tôi ở Thâm Thành, trụ cột đông đảo, nhân vật quan trọng còn có thần tông hậu kỳ, cậu tốt nhất là thả ông nội tôi ra, đồng thời cũng thả tôi ra, chuyện này xem như kết thúc. Nếu không nhà họ Đỗ chúng tôi dù đem hết sức mạnh của cả nhà ra cũng sẽ giết chết cậu, không chết không ngừng. Nói đến cuối cùng, trong mắt Đỗ Minh Viễn tràn đầy sát ý. Thế sao? Tô Thương nhìn thẳng vào mắt của Đỗ Minh Viễn, híp mắt lại, lạnh giọng nói, con người của tôi, không sợ nhất chính là uy hiếp, mà ghét nhất chính là bị người ta uy hiếp. Trong lúc nói, Tô Thương dùng lực của mấy ngón tay, chỉ trong nháy mắt, đám sương mù đen kia bị bóp nát thành 5-7 mảnh. Vù! Cùng với tiếng thét chói tai, thì đám mây đen kia cũng tiêu tán đi mất,
hồn phi phách tán, hoàn toàn trở về với trời đất. Ông nội! Đỗ Minh Viễn nhìn thấy vậy, sắc mặt âm trầm vô cùng, gầm nhẹ nói, Tô Thương! Cậu nhất định sẽ chết không yên ổn. Ha ha! Ông muốn giết tôi đương nhiên sẽ không lưu tình rồi. Tô Thương bước đến trước mặt Đỗ Minh Viễn, quan sát một lượt rồi lạnh giọng nói, trong cơ thể của ông vẫn còn một hồn phách nữa à, đi ra đây cho tôi, câu hồn. Nói xong, Tô Thương quay mặt về phía Đỗ Minh Viễn, chậm rãi xòe lòng bàn tay ra, hướng thẳng vào mặt Đỗ Minh Viễn. Ngay sau đó, Đỗ Minh Viễn liền cảm nhận được một lực hút vô cùng mạnh, cưỡng ép hút linh hồn ở trong cơ thể của mình ra bên ngoài. Phụt! Cái hồn phách này chính là hồn phách thứ hai mà Đỗ Minh Viễn mới nhập vào thân xác của mình, lúc này cũng ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay của Tô Thương, không dám có chút lỗ mãng nào. Ông trung thành thật đấy. Tô Thương nhìn thoáng qua hồn phách đó một cái, dựa vào thần trí của mình, anh muốn tìm hiểu về loại võ công này của nhà họ Đỗ, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Ha ha, chẳng qua là thủ đoạn 10 hồn nhập thân mà thôi. Cũng chỉ có thể mời được một hồn phách, không đủ để dọa người khác, đúng lúc bị mình khắc chế lại hồn phách. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc trước, Cổ Hồng Nguyệt nhìn chằm chằm Tô Thương, anh ấy cũng không phân tâm mà tỉ mỉ quan sát Đỗ Minh Viễn. Sau khi giết hại Cổ Hồng Nguyệt, Tô Thương mới đưa ra tay ra để dò xét, vừa nhìn thì thấy nguyên nhân bà ta mạnh lên là hồn phách trên người, nhất thời nhớ ra bí thuật. Ở Huyền Thiên Tiên Vực, cũng có một loại tông phái mời hồn nhập xác, tông phái đó mạnh thật, có tên là Ngự Hồn Tông. Ngự Hồn Tông có thể mời được tất cả hồn phách của những người giỏi trong thiên hạ, cho dù là vô số những người mạnh đã chết, bọn họ đều có thể dùng bí thuật, ngưng tụ hồn phách của những người kia một lần nữa, để tiến hành sử dụng. Do đó, đệ tử của Ngự Hồn Tông, hàng năm các đệ tử thường lang thang phiêu bạt trong núi, để tìm kiếm mộ của những người mạnh. Chuyên làm đầy tớ cho tổ tiên của người khác, dần dần đã chọc giận đến nữ đế Thanh Hoàng. Nữ đế kinh tài tuyệt diễm, tự chế tạo ra một loại bí thuật, tên là câu hồn, chuyên khắc chế Ngự Hồn Tông. Cao thủ của Ngự Hồn Tông, vốn dĩ đã rất mạnh, toàn bộ đều hồn nhập xác, còn năng lực của bản thân chúng bình thường thôi. Mà bí thuật câu hồn bí thuật, toàn bộ dùng để đối phó với hồn phách, giữ hai tay khi giơ lên. Liền có thể dẫn ra được hồn phách lớn mạnh bên trong cơ thể của Ngự Hồn Tông, đánh cho tiêu tan, rồi cho quay về với đất luôn. Năm đó, Tô Thương dù chưa từng theo kịp nữ đế Thanh Hoàng, nhưng cũng có được những thành tựu không thua kém gì cô ta. Bọn họ cùng ngồi nói chuyện, trao đổi bí thuật lẫn nhau, nữ đế liền đem bí thuật câu hồn truyền cho Tô Thương. Sau khi Tô Thương đạt có được bí thuật câu hồn, thì không nghiên cứu sâu, chỉ cảm thấy rất vô bổ. Không ngờ rằng hôm nay lại có thể phát huy được tác dụng rồi. Sau này nếu gặp phải người của nhà họ Đỗ, bất kể sau khi đối phương mời tổ tiên vào cơ thể có mạnh đến bao nhiêu, thì Tô Thương cũng chẳng sợ, chỉ cần giơ tay lên, thi triển câu hồn bí thuật, là có thể khiến nó lộ ra nguyên hình trong nháy mắt. Sau khi dò xét qua trí nhớ về hồn phách thuật trong tay, Tô Thương không chần chờ gì nữa, ngón tay liền dùng sức, trực tiếp khiến cho hồn phi phách tán. Tô Thương. Đỗ Minh Viễn chăm chú nhìn Tô Thương, không kiềm được cơn giận cắn răng nói, hừ, cậu muốn chết à? Bây giờ, chuyện cậu là Tô Huyền Thiên, tất nhiên sẽ không lừa giấu được quá lâu, rất nhanh thôi nhà họ Đỗ sẽ biết thân phận của cậu, chuyện của Y Vân Sơn Trang sự tình, cũng sẽ bị lan truyền khắp toàn bộ giới luyện võ, cậu cứ đợi cơn thịnh nộ của nhà họ Đỗ đi. Không chỉ có nhà họ Đỗ, mà tất cả các tông phái trong giới luyện võ, đều sẽ không bỏ qua cho cậu. Bởi vì bọn chúng tuyệt sẽ không cho phép Dược Vương Điện xuất hiện một thiên tài võ đạo tuyệt đỉnh như vậy, như thế sẽ ảnh hưởng đến bọn họ áp chế Dược Vương Điện. Đỗ Minh Viễn cười lạnh lùng nói, ha ha ha, Tô Thương, cậu sống không được bao lâu cơ chứ? Ồn ào quá! Ánh mắt Tô Thương run lên, chém một nhát, đầu của Đỗ Minh Viễn liền tách ra khỏi cơ thể. Cậu là Tô Thương sao? Đúng lúc này, Đoan Mộc Hải bên cạnh. Cảnh giác chăm chú nhìn Tô Thương, trong mắt lộ ra vẻ hung hãn. Anh ta đến Giang Bắc chuyến này, chính là vì muốn giết hại Tô Thương, hủy diệt nhà họ Tô, không ngờ rằng Tô Thương đang ở ngay trước mắt mình. Được đó. Tô Thương nghe vậy, ánh mắt liền dừng lại trên người Đoan Mộc Hải,
để lộ ra một nụ cười giễu cợt. Bây giờ Cổ Hồng Nguyệt và Đỗ Minh Viễn đã chết, anh ấy có thể chuyên tâm đối phó với Đoan Mộc Hải, đương nhiên là không phải sợ rồi. Tô Thương. Có được câu trả lời chắc chắn, giọng Đoan Mộc Hải lạnh lùng nói, cuộc chiến ở biên giới phía Nam mấy hôm trước, người dẫn đầu là vệ sĩ nhà họ Tô, đã giết được mấy chục vạn đại quân của nước Đê tôi, hôm nay tôi muốn cậu phải bị ngàn dao đâm vào người mới được. Tốt, vậy cậu qua đây đi. Tô Thương kiếm thương khung trong tay, đứng nguyên chỗ nói. Bên cạnh, là Trương Trọng Ngu cũng đối đầu với Đoan Mộc Hải, lộ ra địch ý vô cùng sâu cay. Đoan Mộc Hải đương nhiên đã nhận ra, nhìn một Tô Thương một cái, rồi lại nhìn Trương Trọng Ngu một cái nữa, rồi lui về phía sau mấy bước. Chờ một chút, lúc trước ông nội Tô đã nói, ông ấy không cách nào có thể chiến thắng được bốn vị thần tông, chỉ cần giết được hai người, còn lại ông ta thì có giải quyết được rồi. Đoan Mộc Hải tính toán trong lòng, dựa vào thực lực của mình đối phó với cây châm bạc của tên nhà quê này, thì quá là dễ dàng, có thể thực lực của Tô Thương mạnh hơn, mới vừa rồi còn dùng một thân phận quái lạ, có thể ẩn giấu thân phận được trong thiên địa, quái lạ khó lường, hay là chờ ông nội Tô tới rồi nói sau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sao vậy, không phải cậu muốn giết tôi à, ra tay đi chứ nhỉ? Lúc này, Tô Thương cười cợt nói. Hừ, tôi đang chờ người. Giọng Đoan Mộc Hải lạnh lùng nói. Chờ người nào vậy? Tô Thương, đừng tưởng là tôi không biết, mấy người các cậu, đều là đồ đệ của ông nội Tô tôi. Đoan Mộc Hải chăm chú nhìn Tô Thương, cười lạnh nói, chẳng trách cậu tuổi còn trẻ. Mà có được thực lực như thế, thì ra toàn bộ đều nhờ ông nội Tô tôi hết. Nhưng Tô Thương, cậu đúng một tên tiểu nhân, vong ân phụ nghĩa, chỉ vì vòng tay chứa đồ, mà lại ra tay với thế hệ sau của ông nội Tô, uổng công làm đồ đệ quá mà. Hừ, nhưng các người đừng có kiêu ngạo, ông nội Tô tôi còn chưa qua đời, chẳng mấy chốc ông ấy sẽ tới đây, đến lúc đó cậu chắc chắn sẽ phải chết. Nói đến đây. Đoan Mộc Hải nhìn quanh bọn người Trương Nhược Mộc đứng ở đằng xa, khách sao nói, mọi người, các ngươi đều là thế hệ sau của ông nội Tô phải chứ? Yên tâm đi, hôm nay có tôi ở đây, Tô Thương sẽ không làm gì được nhóm người các ngươi đâu, chỉ cần kiên trì một lát, ông nội Tô sẽ chạy tới ngay. Lời vừa nói xong, Trương Nhược Mộc, Trương Hiểu Ngọc, Triệu Khai Hãn, Hứa Sơn Cư, Hoa Thời Mạc, tất cả mọi người ở hiện trường, trên khuôn mặt tràn đầy sự nghi ngờ. Chấm hỏi. Có ý gì vậy? Người này chắc là bị ngốc rồi, nói đùa cái gì thế? Ha ha. Trong lòng Tô Thương biết rõ, không nhịn được mà cười ra tiếng. Cậu cười cái gì? Đoan Mộc Hải lạnh lùng nói. Cái đó. Tô Thương có chút không đành lòng nói cho Đoan Mộc Hải sự việc, cố nín cười chỉ điểm. Đoan Mộc Hải, cậu biết tôi họ gì sao? Cậu tên Tô Thương. Còn có thể là họ gì chứ, đương nhiên là họ Tô rồi, tưởng tôi là kẻ ngốc sao? Đoan Mộc Hải tức giận nói. Vậy, Tô Thương nhìn sang Đoan Mộc Hải, vội nói tiếp, cậu xem, ông nội Tô của cậu họ Tô, tôi cũng họ Tô, cậu nói xem có lẽ nào, tôi chính là ông nội Tô của cậu không? Im mồm. Đoan Mộc Hải nghe vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người, một lát sau mới kịp phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Thương. Những lời cậu nói chả đáng là gì, chờ ông nội Tô tới, tôi sẽ đầu lưỡi của cậu, để cậu chết không được yên ổn. Phẩy. Xem ra cậu là không tin tôi rồi. Tô Thương nhếch miệng, lại phất tay lên, dịch dung thành Tô Huyền Thiên, dùng giọng nói khàn khàn, truyền âm nói, Tiểu Hải, bây giờ cậu đã tin tôi là ông nội Tô chưa? Cái gì? Đoan Mộc Hải tận mắt thấy cảnh này, bỗng trợn to mắt hốc mồm, cả người như bị sét đánh. Sững sờ tại chỗ, sâu thẳm trong đáy lòng thì không thể bình tĩnh được. Tô Thương cũng là ông nội Tô sao? Đây, chấm. Đoan Mộc Hải không tin nổi, đánh chết anh ta cũng không tin. Nhưng dáng vẻ của Tô Thương lúc này, lại còn truyền âm, còn gọi một tiếng Tiểu Hải thân mật. Đoan Mộc Hải, tin rồi. Tô Thương, chính là ông nội. Không, cầu cứu ông nội Tô cái con khỉ ấy. Cậu ta cũng là một tên hậu bối nhãi danh, hơn nữa còn là kẻ thù của nước Đê. Vậy là tôi lại nhận Tô Thương là ông nội, đáng chết quá. Vừa nghĩ tới việc mình bị Tô Thương đùa giỡn lâu như vậy,
Đoan Mộc Hải liền tức quá hóa giận, tức giận đến nỗi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng phun ra một vũng máu. Tức hộc máu mồm, đủ để nhìn ra tâm trạng của Đoan Mộc Hải lúc này. Tô, thương. Đoan Mộc Hải lau đi vết máu còn đọng lại trên khóe miệng, nghiến răng nghiến lợi, không kìm được cơn giận chăm chú nhìn Tô Thương, biểu lộ sự phức tạp khác thường. Giết! Tên Tô Thương này, phải chết! Đoan Mộc Hải bị tức cho choáng váng đầu óc, đã không còn quan tâm đến tình cảnh hiện tại của mình, xoay người lại nhắm thẳng về phía Tô Thương. Ha ha! Nếu như ngay lần đầu tiên gặp mặt, ông lựa chọn ra tay với tôi thì có lẽ tôi sẽ chết chắc trong tay ông, nhưng mà bây giờ, ông đã bỏ lỡ đi thời cơ tốt nhất rồi. Tô Thương liên tục cười nhạo, sau đó cầm thương khung kiếm trong tay, khởi động đá thiên ẩn, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thời gian sử dụng của đá thiên ẩn là có hạn, nhưng lúc nãy Tô Thương cũng chỉ mới dùng một lát, cho nên bây giờ đương nhiên có thể dùng được nữa. Đoan Mộc Hải lập tức dừng chân lại, mặt trầm như nước. Cảnh giác quan sát bốn phía. Lúc trước ông ta đã lưu ý đến, biết Tô Thương có một loại thủ đoạn thần bí khó lường, cho nên lúc này ông ta cảnh giác liếc nhìn bốn phía, lấy bất biến ứng vạn biến, chờ đợi Tô Thương tập sát, đến lúc đó chính mình lại phản kích lại. Sau khi dừng lại mấy giây, Tô Thương cầm thương khung kiếm trong tay, bỗng nhiên xuất thủ, kiếm khí màu vàng lăng lệ đâm thẳng vào ngực của Đoan Mộc Hải. Tôi chờ chính là cậu. Đoan Mộc Hải hừ lạnh một tiếng, nắm đấm nhanh chóng tung về phía Tô Thương, phản ứng vô cùng nhanh. Ầm. Trong chốc lát, mũi kiếm của thương khung kiếm va chạm với nắm đấm của Đoan Mộc Hải. Cũng trong lúc đó, chân khí và kiếm khí màu vàng phá tan hết mọi thứ ở nơi đó, dư âm vô cùng khủng bố. Mọi người vây quanh xem ở nơi xa, đều nghiêng ngả cả người, đá vụn rơi bay loạn xạ, bụi đất ngập trời. Rằng có khoảng 4-5 giây sau thì cả Tô Thương và Đoan Mộc Hải cũng bay ngược ra ngoài. Đoan Mộc Hải bị văng xa ra hơn 10 mét, mới đứng vững lại được, ông ta há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đi mấy phần. Còn về phần Tô Thương thì cũng bị thương giống như vậy, khóe miệng rịn ra một vệt máu, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng. Quả đúng như mình nghĩ, đá thiên ẩn cùng với chỉ xích thiên nhai chỉ có thể dùng khi người ta không có đề phòng. Mới có thể giết được thần tông. Còn tên Đoan Mộc Hải này thực lực cũng không kém gì Cổ Hồng Nguyệt, nếu như ông ta toàn tâm phòng bị, thì có thể trước lúc mình ra tay, sớm cảm giác được vị trí của mình. Nhưng mà, chỉ cần mình không chủ động hiện thân, thì mấy tên luyện võ cảnh giới thần tông sơ kỳ, cũng không phát hiện ra được mình, sau này hành động cũng thuận tiện không ít. Tô Thương lộ một nụ cười, sau đó lau vết máu ở khóe miệng, trầm giọng nói, Trương Trọng Ngu. Cùng ra tay đi, giết chết ông ta. Vâng. Trương Trọng Ngu sớm đã chờ lâu rồi, khi nghe được mệnh lệnh của Tô Thương, lập tức hướng thẳng về phía Đoan Mộc Hải. Tô Thương cầm thương khung kiếm trong tay, theo sát phía sau. Bây giờ, Tô Thương cùng với thương khung kiếm khi đánh nhau với Đoan Mộc Hải cũng xem như là ngang nhau rồi. Lúc này lại có thêm Trương Trọng Ngu đến giúp sức, đương nhiên có thể đánh bại được Đoan Mộc Hải. Nhưng mà, lúc bắt đầu, Tô Thương hoàn toàn cũng chưa dùng hết sức, mà chỉ đang nghiên cứu kiếm pháp, anh muốn thông qua cuộc chiến với Đoan Mộc Hải nâng cao kinh nghiệm dùng kiếm của mình. Các chiêu thức trong thiên hạ vốn giống nhau. Quyền pháp, cũng có thể là kiếm pháp. Đoạn thời gian trước, Tô Thương tự sáng tạo ra bộ bách thế luân hồi quyền, giờ này phút này, anh dự định dùng bộ quyền pháp này áp dụng lên kiếm pháp, ý đồ tạo ra bách thế luân hồi kiếm. Loại chuyển biến này, người bình thường rất khó làm được, chứ đừng nói đến nghiên cứu trong lúc chiến đấu. Nhưng Tô Thương có kinh nghiệm của tiên đế, còn bách thế luân hồi quyền vốn là do anh nghĩ ra, cho nên anh vô cùng thông thạo với nó. Sau mấy mười mấy hiệp đánh nhau, anh đã nghiên cứu gần xong rồi. Bách thế luân hồi. Chính ngay lúc này, Tô Thương quát to một tiếng, trường kiếm màu vàng trong tay vung ra, trong khoảnh khắc, kiếm ý ngang dọc. Tạo thành một luồng kiếm khí đáng sợ. Đoan Mộc Hải đang chuẩn bị đón lấy, nhưng linh hồn đột nhiên lại cảm thấy bị quấy nhiễu, ánh mắt đờ đẫn. Kiếm pháp thật là khủng khiếp, thế mà lại ảnh hưởng đến linh hồn của mình. Đoan Mộc Hải dù sao cũng là thần tông,
Trong khoảnh khắc ông ta liền lập tức rút tay lại, nhưng đáng tiếc, kiếm khí khủng khiếp đã lao tới gần ông ta. Bù! Trong chốc lát, lồng ngực của Đoan Mộc Hải bị kiếm khí đánh trúng, cả người đứng sững tại chỗ, đồng thời từ miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tô Thương! Đoan Mộc Hải nửa quỳ trên mặt đất, một kiếm này, đã phá hủy hết lục phủ ngũ tạng của ông ta, chết là điều không phải nghi ngờ. Nể tình ông đã nhiều lần gọi tôi hai tiếng ông nội, tôi sẽ cho ông một cái chết thoải mái nhé. Tô Thương nhìn Đoan Mộc Hải, thản nhiên nói, nhớ lấy, kiếp sau mở to mắt ra mà nhìn, không phải ai ông cũng có thể chọc vào được. Cậu đừng có mà ngông cuồng, lúc trước là cậu gạt tôi, nói rằng cậu là bạn của ông nội tôi, mà thực lực của cậu cũng chỉ là thần tông sơ kỳ mà thôi. Đoan Mộc Hải hung hăng nhìn Tô Thương, hơi thở đứt quãng nói, cậu cứ chờ đi. Ông nội tôi, ông ấy sẽ không bỏ qua cho cậu. Ông nói Đoan Mộc Lưu sao, ha ha, ông ta sớm đã bị tôi giết chết rồi, ông đi xuống đó thì có thể gặp được ông ta rồi. Tô Thương khẽ cười, sau đó vì để cho Đoan Mộc Hải được chết thoải mái một chút cho nên anh vung kiếm lên cứa đứt cổ của ông ta. Ặc! Trên mặt của Đoan Mộc Hải còn hiện lên vẻ không thể tin nổi, chết đi trong sự kinh ngạc. Rõ ràng ông ta không tin là Tô Thương đã giết chết Đoan Mộc Lưu. Xác của mấy người này. Tô Thương nhìn lướt qua cổ Hồng Nguyệt, Đỗ Minh Viễn, Đoan Mộc Hải, cùng với mười mấy cái xác ở nơi đó, cuối cùng anh động suy nghĩ một cái, thì toàn bộ những xác chết đó đều bị thu vào hết trong vòng tay chứa đồ, giao cho Thục Phân xử lý. Mấy xác chết kia thì không nói, nhưng xác của ba tên thần tông kia thì ẩn chứa nguồn năng lượng rất lớn. Thục Phân nhất định sẽ thích cho mà xem. Giải quyết xong tất cả kẻ thù đến xâm phạm, Tô Thương liền thu lại thương khung kiếm, nở nụ cười nhìn về phía đám người Trương Khổ Mộc. Được rồi, giải quyết xong rắc rối rồi, mọi người đừng đứng ngây ra đó nữa, xác chết cũng không cần mọi người xử lý nữa, mọi người nên làm gì thì đi làm đi. Tô Thương cười nói. Tất cả các thầy thuốc nơi đó, toàn bộ đều tràn đầy ngạc nhiên. Ở sâu trong nội tâm rất lâu sau đó cũng chưa lấy lại được bình tĩnh. Điện chủ thần uy. Điện chủ thần uy. Điện chủ thần uy. Qua rất lâu sau đó, mới có người phản ứng lại được, nhất mực cung kính ca ngợi Tô Thương, tiếp theo sau đó là tiếng ca ngợi như núi gào biển gầm vang lên. Chấm chấm chấm. Sau mấy phút. Ở đại sảnh của Sơn Trang Y Vân. Tô Thương ngồi ở vị trí cao nhất. Đám người Trương Trọng Ngu, Trương Khổ Mộc, Trương Hiểu Ngọc, Hoa Thời Mạc, Hứa Sơn Cư thì đứng ở phía dưới. Phía dưới nữa là 9 vị trưởng lão của Dược Vương Điện, vốn dĩ là 10 người, nhưng tân trưởng lão Tôn Nhất Hiên tạm thời vắng mặt. Điện chủ, thực lực của cậu mạnh quá, không ngờ lại có thể giết chết mấy tên thần tông, hóa giải được nguy cơ lần này. Trương Khổ Mộc nịnh nọt, sau đó lại lo lắng nói, nhưng mà... Đỗ Minh Viễn trước khi chết nói không sai, chuyện này rất nhanh sẽ lan truyền trong giới luyện võ. Mà Tam Đồng Kiều, cũng không phải chỉ có một mình Cổ Hồng Nguyệt, còn có hai tên động chủ khác nữa, nếu như Cổ Hồng Nguyệt là thần tông, thì ắt hẳn bọn họ cũng là cảnh giới này. Trương Khổ Mộc nói tiếp, còn có nhà họ Đỗ trước giờ cũng ít khi giao du với bên ngoài, ai ngờ lại có loại võ công quỷ dị như vậy, Đỗ Minh Viễn là thiên tông hậu kỳ. Sau khi mời tổ tiên nhập thân thì lại có thể thành thần tông rồi. Mà theo như tôi biết thì nhà họ Đỗ còn có thiên tông đỉnh phong, dường như còn có bán thần tông, nếu như mấy người đó cũng nhờ tổ tiên nhập thân thì lực chiến đấu e là. Trương Khổ Mộc gạt bỏ đi Thiết Quyền Tông, chỉ nhắc tới Tam Đồng Kiều và nhà họ Đỗ ở Thâm Thành, nói đến sau cùng thì mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đừng lo lắng. Tô Thương ngược lại không hề lo lắng. Cười nói, tôi và mọi người còn có một át chủ bài vô cùng mạnh, chỉ cần dùng tới nó thì toàn bộ giới luyện võ đều phải phủ phục dưới chân của tôi. Cho nên, từ nay về sau, Dược Phương Điện không cần e ngại bất kỳ thế lực nào cả, mọi người đều ngông cuồng lên cho tôi, đừng sợ bóng sợ gió nữa. Tô Thương nghiêm sắc mặt nói, lúc trước, các thế lực lớn ở trong giới luyện võ, sở dĩ xem thường Dược Phương Điện chỉ vì Dược Phương Điện chỉ có các thầy thuốc y thuật cao siêu. Có thể chữa bệnh cho bọn họ, có thể cung cấp tài nguyên để cho bọn họ tu luyện. Nhưng từ nay về sau, tôi sẽ khiến cho bọn họ vì Dược Vương Điện hùng mạnh mà kính nể chúng ta, thậm chí kinh sợ chúng ta, kinh sợ mỗi một người thầy thuốc của Dược Vương Điện,
Tô Thương dõng dạc nói, tương lai không lâu, các thầy thuốc của Dược Vương Điện chúng ta đi ra ngoài, hành tẩu trong giới luyện võ, cho dù chỉ là một tay trói gà không chặt vẫn sẽ nhận được sự tôn trọng của các đại thế lực, bọn họ sẽ kính trọng chúng ta từ tận đáy lòng, không dám có chút lỗ mãng nào. Đây là cảnh tượng mong muốn đây rồi. Mọi người nghe nói như vậy, ai nấy cũng đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ đầu tiên là sợ hãi ngạc nhiên, sau đó là trở nên mừng rỡ như điên, kích động quỳ trên mặt đất, lại soạt một cái hô vang điện chủ thần uy thêm lần nữa. Nhất là Trương Trọng Ngu, ánh mắt kích động đến nổi đỏ lên, hốc mắt cũng đã rưng rưng nước mắt. Trong thiên hạ, ai cũng kính trọng y sư Dược Vương Điện. Đây là chuyện mà Trương Trọng Ngu có cực khổ cả đời cũng không làm được. Nhưng bây giờ điện chủ lại nói, lập tức sắp thực hiện được, ông ta đương nhiên vui mừng đến chảy nước mắt. Đối với con át chủ bài mà Tô Thương nói, Trương Trọng Ngu cũng không hỏi nhiều, bởi vì ông ta biết rằng, điện chủ chắc chắn sẽ không nói dối. Điện chủ. Bỗng nhiên, Trương Trọng Ngu nghĩ tới một chuyện, vì thế nói, vào khoảng thời gian trước, đã từng có mấy thế lực nhất đẳng liên hợp lại với nhau để gây áp lực cho Dược Vương Điện chúng ta, chèn ép bắt chúng ta đưa cho họ một nhóm tài nguyên tu luyện. Vốn dĩ tôi đã từ chối, trong những thế lực nhất đẳng đó, thực lực mạnh nhất chỉ có Thiên Tông đỉnh phong, cho nên tôi có thể đối phó một cách dễ dàng. Trương Trọng Ngu nhắc tới chuyện lúc trước, cắn răng nói, nhưng những thế lực nhất đẳng kia, lúc uy hiếp Dược Vương Điện lại mượn danh gia tộc Tây Môn ở Côn Luân. Về sau khi tôi điều tra một hồi thì mới biết được, thì ra bọn họ đã sớm trở thành thế lực quy thuộc gia tộc Tây Môn rồi, bọn họ gây áp lực với chúng ta, chèn ép bắt chúng ta giao ra tài nguyên tu luyện chính là chủ ý của gia tộc Tây Môn. Trương Trọng Ngu nói tiếp, trong mấy trăm năm qua, Dược Vương Điện của chúng ta chỉ cung cấp tài nguyên miễn phí cho ba thế lực, đó chính là vùng núi Tế Trời, vùng núi giữa biển và núi, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ. Mặc dù chúng ta cung cấp miễn phí, nhưng vì để ổn định giới luyện võ mà ba thế lực đó tuyên bố với bên ngoài rằng bọn họ đã bỏ tiền ra mua, hơn nữa còn sẽ bảo vệ Dược Vương Điện chúng ta, và cảnh cáo các thế lực danh vọng nổi tiếng phải tuân thủ theo quy tắc, không được cưỡng đạt. Trương Trọng Ngu nói, thế cho nên, Dược Vương Điện chúng ta cũng vui vẻ chấp nhận, giữa chúng ta với ba thế lực lớn xem như là đôi bên cùng có lợi. Thế nhưng gia tộc Tây Môn, Côn Luân lại không hề nằm trong phạm vi cung cấp tài nguyên miễn phí của chúng ta, nhưng gia tộc Tây Môn cũng không dám chèn ép Dược Vương Điện một cách công khai, nếu không bọn họ sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Cho nên bọn họ mới tìm đến mấy thế lực nhất đẳng, lấy bọn họ làm lá chắn bên ngoài, cuối cùng, dược liệu nhận được chắc chắn sẽ thuộc về gia tộc Tây Môn hết toàn bộ. Trương Trọng Ngu thở dài một hơi nói, gia tộc Tây Môn quá mức lớn mạnh, gần như có thể so sánh với ba thế lực lớn, thế cho nên tôi mới nghĩ tới nghĩ lui rồi sau đó lựa chọn thỏa hiệp, đồng ý với những thế lực nhất đẳng kia. Nhưng lòng tham của gia tộc Tây Môn quá lớn, bọn họ đã đòi chúng ta một lượng lớn tài nguyên, khiến cho Dược Vương Điện trong lúc nhất thời không thể nào gom đủ được, cho nên tôi hẹn bọn họ một tháng sau đến lấy tài nguyên. Tính toán thời gian thì những thế lực nhất đẳng bị gia tộc Tây Môn điều khiển, ngày mai sẽ đi tới kinh thành Dược Vương Điện đòi lấy nguồn tài nguyên tu luyện. Trương Trọng Ngu nhìn Tô Thương, ông ta cung kính hỏi, điện chủ, theo ngài thì có nên dựa theo giao hẹn mà đưa tài nguyên cho bọn họ hay không? Côn Luân, gia tộc Tây Môn. Tô Thương nghe vậy, trong mắt hiện lên tia sắc bén, anh cười lạnh nói, đương nên không được đưa. Gia tộc Tây Môn. Chính là gia tộc này đã chiếm lấy Côn Luân, trên tay dính đầy máu tươi của nhà họ Tô. Bây giờ khi nghe được bốn chữ gia tộc Tây Môn, Tô Thương đương nhiên vô cùng tức giận, trong mắt hiện lên tia tàn ác. Trương Trọng Ngu thấy vậy thì khẽ rùng mình. Về thân phận và lai lịch của Tô Thương, ông ta đã biết rõ mồn một, biết được Tô Thương đến từ nhà họ Tô Côn Luân, tổ tiên Tô Vô Kỵ đã từng xưng bá cả một thời đại, vô cùng hưng thịnh. Cho nên khi ông ta nhìn thấy Tô Thương tức giận thì cũng không cảm thấy kỳ lạ, mà ông ta nhìn về phía mọi người bên dưới, thản nhiên nói, mấy người, lui ra hết đi. Tuân lệnh. Chín đại trưởng lão, đám người Trương Nhược Mộc, Trương Hiểu Ngọc đang có mặt vào lúc này cũng vội vã đồng ý, chậm rãi rời khỏi đại sảnh. Về phần Hoa Thời Mạc và Hứa Sơn Cư, thì lại nhìn về phía Tô Thương đang ngồi trên ghế.
Sau khi được Tô Thương cho phép, hai người này mới khom lưng rồi cũng rời đi. Bây giờ, trong đại sảnh chỉ còn lại Tô Thương và Trương Trọng Ngô. Trương Trọng Ngô, ông có chuyện gì thì giờ có thể nói rồi. Tô Thương đương nhiên biết được, Trương Trọng Ngô có chuyện muốn nói riêng với anh. Thưa Điện Chủ. Vẻ mặt Trương Trọng Ngô tràn đầy kính sợ nói, thuộc hạ sớm đã biết được thân phận của ngài, ngài đến từ nhà họ Tô, Côn Luân, có mối thù vô cùng sâu đậm khó mà buông bỏ với gia tộc Tây Môn. Tô Thương đón nhận ánh mắt của Trương Trọng Ngô, khẽ cười nói, tôi biết, lúc trước ở trước mộ giả của mẹ tôi, cha tôi từng nói hết cả cho ta biết, tối hôm đó ông đã theo dõi tôi, cho nên đã nghe lén được những chuyện này. Cũng không phải vậy. Trương Trọng Ngô lắc đầu. Sau đó nghiêm túc nói, Điện Chủ, rất lâu trước đây, thuộc hạ đã biết lai lịch của ngài rồi. Ồ, Tô Thương tò mò hỏi, sao ông biết được vậy? Điện Chủ, lúc trước ngài lấy thân phận Tô Huyền Thiên, mặc dù đã biểu hiện ra một chút danh tiếng ở Giang Bắc, nhưng cũng không đến mức phải khiến cho Dược Vương Điện không màn tất cả mà lấy lòng, thậm chí còn mở đại hội y sư ở Giang Bắc. Trương Trọng Ngô không giấu giếm nữa, mà nói, sở dĩ thuộc hạ làm như vậy. Là bởi vì lão môn chủ Thiên Cơ môn từng tiết lộ thân phận của ngài cho thuộc hạ biết, hơn nữa còn nói cho thuộc hạ biết việc ngài là người dẫn dắt Dược Vương Điện đi lên thời kỳ rực rỡ nhất. Cho nên, thuộc hạ mới phải trăm phương ngàn kế lấy lòng ngài, âm thầm cho phép ngài làm điện chủ, hoàn toàn tin tưởng ngài, dốc hết sức lực bảo vệ ngài. Trương Trọng Ngô cười nói, thuộc hạ vốn tưởng rằng ngài còn phải cần thời gian rất dài mới có thể giúp cho Dược Vương Điện vùng dậy, nhưng lại không nghĩ tới. Đến bây giờ vẫn chưa được bao lâu mà ngài đã có được lai lịch ngạo nghễ nhìn đời, xem ra lời nói của lão môn chủ Thiên Cơ môn không hề sai. Thiên Cơ môn, lão môn chủ. Tô Thương khẽ nhíu mày, đây không phải là lần đầu tiên anh nghe nói đến danh hiệu của người này, anh nhíu mày nói, ông ấy là cảnh giới gì, mạnh lắm sao? Hồi bẩm điện chủ, về chuyện này thì thuộc hạ không biết. Trương Trọng Ngô lắc đầu nói, thuộc hạ chỉ biết lão môn chủ có được năng lực giống như thiên cơ, địa vị ở giới luyện võ là siêu nhiên. Cho dù là có là ba thế lực lớn vùng núi tế trời, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ và vùng núi nơi thâm sâu vân vụ này cũng không dám tùy tiện đắc tội. Như vậy sao, thiên cơ môn nằm ở chỗ nào? Tô Thương hỏi. Ở núi Võ Đang. Võ Đang. Tô Thương gật đầu, sau đó nhẹ nhàng cười nói. Nếu có cơ hội thì phải đi tìm ông ấy, để ông ấy suy đoán về tôi thử xem. Điện chủ. Trương Trọng Ngô không nhắc tới lão môn chủ nữa, mà ông ta nói, thuộc hạ nói những chuyện này cho ngài biết, là vì thuộc hạ muốn tỏ rõ thái độ của mình, từ nay về sau, thuộc hạ chỉ nghe theo mệnh lệnh của ngài mà thôi. Tô Thương nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu ông đã tin tưởng tôi. Thì tôi cũng xin đảm bảo với ông rằng Dược Vương Điện sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày đứng trên đỉnh cao giới luyện võ, y sư trong thiên hạ đều sẽ được tôn trọng. Được. Trương Trọng Ngô vô cùng kích động, sau đó nghiêm mặt nói, Điện Chủ, về phía gia tộc Tây Môn, ngài định sẽ xử lý như thế vậy. Ha ha, đương nhiên là phải tiêu diệt bọn họ rồi. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, cứ chậm rãi trước đã, tôi không muốn dùng đến con át chủ bài của tôi. Tôi dự định sẽ đích thân ra tay, lấy máu trả nợ máu. Tô Thương cười lạnh nói, mặc dù bây giờ anh có thể trúc cơ bất cứ lúc nào, ngày này sẽ không còn quá xa xôi nữa. Điện chủ, vậy thì ngày mai mấy thế lực nhất đẳng mà gia tộc Tây Môn đào tạo đến đây, thuộc hạ phải đối phó như thế nào? Trương Trọng Ngô hỏi. Tô Thương nghe vậy, hỏi ngược lại, tôi nhớ rõ ông đã từng nói, thực lực của những thế lực nhất đẳng kia không hề mạnh đúng chứ? Trương Trọng Ngô gật đầu. Nếu vậy thì, giết chết hết. Ánh mắt Tô Thương u ám nói, một lát nữa ông cứ dẫn dắt đưa người Dược Vương Điện khởi hành trở về Kinh Thành. Cứ giết hết bọn họ, trước hết phải dạy dỗ cho gia tộc Tây Môn một bài học, nếu gia tộc Tây Môn tìm tới đây tính sổ, tôi sẽ chậm rãi chào hỏi. Theo như lời ông nói, gia tộc Tây Môn sẽ không dám quang minh chính đại khởi binh vấn tội. Cũng không dám thấy lợi trước mắt mà ảnh hưởng không tốt đến lợi ích lâu dài, như thế là làm hại đến y sư của Dược Vương Điện, ghét bỏ bọn họ cũng không phải vấn đề gì lớn. Tô Thương trầm giọng nói, đợi đến lúc tôi chúc cơ thành công, sẽ khiến người trong gia tộc Tây Môn, nhất định phải máu nhuộm núi Tiên Côn Luân. Vâng.
Trương Trọng Ngu cảm xúc dâng trào, kích động đồng ý. Ừm. Tô Thương gật đầu, sau đó anh chợt nghĩ đến một chuyện, thế nên lập tức hỏi, à đúng rồi, hội võ Bách Tông sắp bắt đầu rồi chứ. Ngày mốt sẽ tổ chức, nói ra thì thấy cũng trùng hợp thật, địa điểm đã quyết định ngay tại núi Võ Đang. Trương Trọng Ngu trả lời. Thật vậy sao? Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, vừa khéo, tôi đến tham gia hội võ Bách Tông sẵn tiện mở mang kiến thức một chút về cái gọi là lão môn chủ. Trương Trọng Ngu nghe vậy, lập tức cười nói, với thực lực của ngài mà tham gia hội võ Bách Tông, như thế không phải là chuyện dễ như lặt rau sao? Đừng nói là hội võ Bách Tông, cho dù ngài có tham gia thách đấu danh sơn cũng sẽ có khả năng giành chiến thắng rất lớn. Thách đấu danh sơn, Tô Thương nhíu mày nói, cuộc thi đấu đó là gì? Là như thế này. Trương Trọng Ngu giải thích, tông phái trong giới luyện võ chia thành trong thể chế và ngoài thể chế. Tông phái trong thể chế có thể nhập chủ danh sơn, nhận được sự bảo vệ và bị ràng buộc về quy tắc của giới luyện võ, thuộc về chính tông. Kiểu tông phái này coi thường việc tham gia xếp hạng, cho nên dù là thế lực nhất đẳng thì bọn họ cũng gai mắt, chỉ cần ngồi vững trên danh sơn thì đó chính là sự tồn tại của đỉnh cao quyền lực. Dù cho các thế lực nhất đẳng nhị đẳng khác, chỉ cần là ngoài thể chế, cho dù là cao thủ mạnh mẽ vượt bậc được đào từ trong tông môn mà ra, thì cũng không thể cưỡng đoạt, tấn công danh sơn trong thể chế, nếu không sẽ bị cả giới luyện võ trừng phạt. Trương Trọng Ngu nói tiếp, nhưng như thế lại không công bằng này, nếu tồn đọng thời gian dài sẽ khiến cho tông phái ngoài thể chế sinh ra bất mãn, từ đó liên hợp với nhau chống lại tông phái trong thể chế, sẽ không có lợi cho sự phát triển hòa bình ổn định của giới luyện võ, cho nên mới có thách đấu danh sơn. Trong thời gian thách đấu danh sơn, tất cả các thế lực ngoài thể chế trong giới luyện võ đều có thể khởi xướng khiêu chiến với các danh sơn lớn, thế lực hai bên mạnh nhất sẽ chiến đấu với mạnh nhất. Nếu như bên khiêu chiến giành chiến thắng thì có thể xua đuổi tông phái vốn có của danh sơn, nhập chủ danh sơn và thăng cấp trong thể chế. Trương Trọng Ngu tiếp tục nói, mà tài nghệ của tông phái vốn tồn tại ở danh sơn đó không bằng người khác, thì ai sẽ quan tâm đến cảm nhận của bọn họ chứ? Nói một cách đơn giản, đây là một cuộc chơi có lợi cho tông phái trong thể chế, có thể làm cho tông phái trong thể chế vĩnh viễn là tông phái đứng đầu trong cổ võ giới, như vậy mới có thể mãi trấn áp, ràng buộc được tông phái ngoài thể chế. Trương Trọng Ngu nói thêm. Thì ra là như thế. Tô Thương gật đầu, sau đó cười nói, thách đấu danh sơn này xem ra có chút thú vị, tôi có thể tham gia không? Cái này. Trương Trọng Ngu cười khổ nói, cũng có thể, cũng không có quy định tham gia hội võ Bách Tông thì không được tham gia thách đấu danh sơn. Chẳng qua hội võ Bách Tông là cuộc so tài giữa các đệ tử trẻ tuổi, từ xưa đến nay vẫn chưa có thanh niên tài giỏi đẹp trai tham gia hội võ Bách Tông, mà lại tham gia thêm thách đấu danh sơn nữa. Có thể tham gia là được rồi. Khóe miệng Tô Thương lộ ra một nụ cười, thản nhiên nói, đến lúc đó tôi sẽ tham gia cả hai. Thế này cũng được. Trương Trọng Ngu cũng không hề khuyên nhủ anh, mà ông ta nói, vậy sau này thuộc hạ sẽ dẫn người về kinh thành, tiêu diệt mấy thế lực nhất đẳng kia, sau đó sẽ tới tìm điện chủ, hộ tống ngài đến núi Võ Đang. Không cần phải phiền toái như vậy, ông cứ ở lại kinh đô là được, ông không cần bảo vệ tôi đâu. Tô Thương lắc đầu nói. Như thế sao được, ngày kia mấy tông phái sẽ hoành hành ở núi Võ Đang Sơn, nhà họ Đỗ Thâm Thành, Tam Đống Kiều. Ngoài ra còn có hai vị đống chủ, chắc chắn phía trước sẽ có vô vàng nguy hiểm. Trương Trọng Ngu lo lắng nói, không có thuộc hạ ở bên bảo vệ điện chủ ngài. Ông yên tâm đi, có người sẽ bảo vệ cho tôi. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, chẳng lẽ ông đã quên, sau lưng tôi còn có một thế lực có thể khiến cho cả giới luyện võ này đều phải run sợ sao? Nghe Tô Thương nói như vậy, Trương Trọng Ngu nhất thời yên tâm. Ông ta gật đầu nói, vậy, thôi được rồi. Điện chủ, tôi mong đợi vào thể hiện của ngài ở núi Võ Đang. Ừm. Tô Thương khẽ gật gù, sau đó nói, ông ra ngoài trước đi, gọi Hoa Thời Mặc và Hứa Sơn Cư vào đây. Vâng. Trương Trọng Ngu cung kính trả lời, sau đó lập tức sải bước rời khỏi đại sảnh. Sư phụ. Chủ nhân. Không bao lâu sau. Hoa Thời Mặc và Hứa Sơn Cư cùng xuất hiện, cung kính hành lễ với Tô Dung. Ừm.
Tô Thương phất tay ý bảo hai người đứng lên, ngay sau đó anh nhìn về phía Hoa Thời Mạc, hỏi, Hoa Thời Mạc, ông thấy khoảng thời gian ông ở chung với mọi người ở Dược Vương Điện này thế nào? Nhờ phúc của sư Piet mà tôi ở Dược Vương Điện được người khác tôn sùng. Hoa Mạc trả lời. Ha ha, vậy thì tốt rồi. Tô Thương nghe vậy, hai tay ngưng tụ tạo ra một điểm sáng, bắn vào đầu Hoa Thời Mạc. Sau đó, Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, đây là cửu chuyển hồi xuân châm còn lại, ông cứ từ từ suy nghĩ đi, hãy nhớ kỹ, theo như lời ta nói, nếu ai có công cống hiến nhiều cho Dược Vương Điện thì có thể học thêm cửu chuyển hồi xuân châm. Vâng. Hoa Thời Mạc mừng rỡ như điên, run giọng trả lời, đồ nhi nhất định sẽ tuân theo mệnh lệnh của sư phụ. Ừm. Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó anh nhìn về phía Hứa Sơn Cư, thản nhiên nói, Hứa Sơn Cư, thực lực của ông đã đạt đến Thiên Tông đỉnh phong rồi, bây giờ tôi cho ông hai lựa chọn. Thứ nhất, tôi có thể giúp ông bước chân vào Thần Tông ngay lập tức, giống như Trương Trọng Ngu vậy. Còn về lựa chọn thứ hai thì, tôi nghĩ có lẽ ông đã đoán được rồi, tôi không phải là người luyện võ mà tôi là người tu chân, chính là luyện khí sĩ trong miệng mấy ông. Tô Thương nghiêm túc nói, thiên phú của ông là tôi gặp phải trong đời trước, là mạnh nhất, nếu như ông dốc lòng tu luyện, thì với tư chất của ông chắc có lẽ sẽ có cơ hội trở thành bá chủ một phương. Mặc dù ông từng có ý muốn giết tôi, nhưng nể tình ông đưa cho tôi chìa khóa của Đông Phủ, giải trừ nguy hiểm cho ta mấy lần, đây có lẽ là định mệnh. Hơn nữa ông đã phục tùng tôi, phụng ta làm chủ, ký kết khế ước linh hồn với tôi, cả đời cũng không thể nào giải trừ. Cho dù ông có trở thành thiên đế thì cũng không thoát khỏi tôi. Tô Thương nói tiếp, kết hợp đủ mọi thứ, tôi có thể truyền thụ cho ông cách thức tu chân. Nhưng một khi đã tu chân, thì cảnh giới võ thuật của ông sẽ phó mặc sự đời, ông sẽ mất đi tất cả chân khí, trở thành một tên tu sĩ luyện khí tầng một thấp bé, tôi cũng sẽ không thể giúp đỡ ông tìm kiếm tài nguyên tu luyện, mà ông cần phải tự mình thu gom. Tô Thương thản nhiên nói, ông cứ suy nghĩ cẩn thận trước đi đã. Tôi không cần phải suy nghĩ. Hứa Sơn Cư dứt khoát quỳ trên mặt đất, ông ấy cung kính nói, chủ nhân, thuộc hạ lựa chọn tu chân. Vì sao? Tô Thương cười hỏi. Suy cho cùng thì tu luyện võ thuật cũng khó mà thoát khỏi cái chết, nhưng mà tu chân thì lại có cơ hội trường sinh bất tử. Hứa Sơn Cư nghiêm túc nói, thuộc hạ muốn dùng quãng đời còn lại của mình để đổi lấy một cơ hội sinh sống. Chủ nhân! Ngài cũng đã nói rằng thuộc hạ có khả năng trở thành bá chủ một phương. Bây giờ, thực lực của tôi đã không giúp được ngài nữa, chủ nhân, chờ thuộc hạ dũng mạnh rồi thì tôi sẽ bảo vệ ngài. Hứa Sơn Cư thể hiện lòng trung thành nói. Được. Có khí phách. Tô Thương gật đầu, sau đó lập tức truyền thụ cho Hứa Sơn Cư công pháo tu luyện của một tiên đế. Ngay sau đó. Tô Thương lập tức đưa cho ông ấy hơn 10 viên đá năng lượng để cho ông ấy rời đi, giống như Quách Hí vậy, con đường phía sau phải để cho ông ấy tự mình xông vào, còn về chuyện ông ấy có thể xông pha đất trời hay không thì phải xem số mệnh của ông ấy nữa. Sau khi xử lý xong công việc của Dược Vương Điện, Tô Thương vốn định nghỉ ngơi một lát ở Sơn Trang Y Vân. Thế nhưng lúc này, anh bỗng nhiên cảm nhận được cơ thể của Thục Phân trong vòng tay lưu trữ đang diễn ra quá trình lột xác. Anh nhất thời lộ ra một tia vui mừng. Để không làm kinh động tới người khác, cho nên Tô Thương vội vàng đi đến biệt thự ven sông. Thục Phân đã sớm ở trước mặt, đột phá đến trúc cơ, chỉ có điều nó muốn biến hóa thành hình người, nên vẫn đang liên tục cân nhắc. Mà Tô Thương, vẫn chưa đến thời điểm quan trọng nên không muốn gọi nó ra ngoài. Bây giờ, cơ thể Thục Phân, cuối cùng cũng có thay đổi rồi, toàn thân tản ra ánh sáng màu trắng. Tô Thương mơ hồ có một loại cảm giác, Thục Phân muốn phản tổ, có lẽ cơ thể ban đầu sẽ xảy ra sự thay đổi long trời lở đất. Phản tổ, từ một con thú bình thường mà muốn phản tổ thì phải đi lên từng bước, mà mỗi bước có các cấp độ khác nhau, đến cuối cùng thì phản tổ, lột xác giống tổ tiên của nó. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Thục Phân, lúc đó cảnh giới của Tô Thương khá thấp, chỉ cảm thấy Thục Phân có một chút không giống bình thường, nên lấy thôn thiên linh thú quyết truyền cho nó. Giờ phút này, Tô Thương đã nhìn ra được, tổ tiên của Thục Phân, không phải chó tét đi, trong cơ thể nó có một loại huyết mạch của linh thú cường đại, chỉ có điều khá thưa thớt. Nhưng cùng với việc Thục Phân đặt chân đến tu chân,
cảnh giới càng ngày càng cao thì lực lượng huyết mạch liền từ từ gia tăng, vì thế xuất hiện dấu hiệu muốn phản tổ. Dưới tình tình này, thì không thể tiếp tục để nó trong vòng tay lưu trữ rồi. Cũng không phải vì lo lắng tiếng động ồn ào của thục phân quá lớn, hay phải hủy đi vòng tay lưu trữ, mà là nếu muốn phản tổ, cần phải tiếp nhận lễ tẩy phạt của thiên đạo. Trong vòng tay lưu trữ có không gian của riêng nó, không bị ảnh hưởng của sức mạnh của thiên đạo, cho nên nếu nó muốn phản tổ thì phải đưa nó ra ngoài. Có điều, Sơn Trang Y Vân nhiều người phức tạp, nếu như xảy ra ồn ào quá lớn, chỉ sợ kết quả không tốt. Vì thế, Tô Thương không chần chờ nữa, mà trực tiếp thi triển chỉ xích thiên nhai, tiến về biệt thự bờ sông. Rất nhanh, Tô Thương liền đi đến được nơi cần đến, đồng thời đem thục phân từ trong vòng tay lưu trữ phóng ra ngoài. Bù! Lúc này, cơ thể thục phân vẫn là con tét đi nhỏ, toàn bộ lông màu nâu đã bị ánh sáng trắng bao trùm, yên tĩnh mà lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng trắng bao trùm nó, cực kỳ chói mắt, lại có được uy thế kinh khủng. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện được cơ thể thục phân, đang từ từ thay đổi. Rõ ràng cũng là lông tóc, vốn là màu nâu, giờ lại dựa sát vào màu trắng. Từ sau khi trúc cơ thành công, thục phân mới bắt đầu nghiên cứu, sao đột nhiên giờ đã bắt đầu muốn phản tổ rồi. Tô Thương nhìn chăm chú thục phân đang lơ lửng giữa không trung, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, có điều sau khi nhìn vào trong vòng tay lưu trữ, Tô Thương liền lộ ra một nụ cười như đã hiểu rồi. Cách đây không lâu, Tô Thương đem xác của Cổ Hồng Nguyệt, Đoan Mộc Hải và Đỗ Minh Viễn thu vào vòng tay lưu trữ. Đêm qua, Trương Trường Sinh máu thịt be bét cũng được thu vào trong. Nhưng bây giờ, trong vòng tay lưu trữ không hề còn cái xác nào, tất nhiên toàn bộ đã bị thục phân hấp thụ hết. Cổ Hồng Nguyệt và Đoan Mộc Hải đã là cảnh giới thần tông rồi, năng lượng trong cơ thể tăng lên đột biến. Thục phân đột nhiên hấp thu nhiều năng lượng như vậy, vì thế nên đã kích động cơ thể của mình, xuất hiện dấu hiệu phản tổ. Không biết tổ tiên của thục phân, từng là cái giống loài gì, bây giờ nó là Teddy, chẳng lẽ tổ tiên của nó cũng là một con chó? Tô Thương nhìn không được mà suy đoán, lại không có chút manh mối nào, nên ngồi khoanh chân, im lặng chờ. Phản tổ thì không có bất kỳ nguy hiểm gì, chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Vì thế Tô Thương cũng không lo lắng. Nhân lúc đang rảnh, nghiên cứu tháp hư không của mình một chút. Nghĩ tới đây, trong đầu Tô Thương vừa có suy nghĩ, một tòa tháp nhỏ 9 tầng bỗng nhiên xuất hiện, vững vàng dõi vào trong tay anh. Tô Thương một tay nâng tháp hư không, còn tinh thần đã tiến nhập vào bên trong tháp. Một lát sau, Tô Thương nhíu mày, tháp hư không đã từng bị tu sửa. Bây giờ nhìn qua là 9 tầng. Nhưng thực tế, chỉ có 3 tầng thấp nhất, là tháp hư không chân chính, còn 6 tầng khác, tất cả đều là bổ sung vào sau này. Tô Thương nhìn chăm chú tháp hư không, nói tiếp phương pháp tu sửa tháp này. Tại sao cùng với phương pháp luyện khí của mình lại giống nhau thế? Chuyện gì đã xảy ra? Lúc trước, mình vì phá vỡ địa ngục, lựa chọn cùng hủy diệt với địa ngục cửu U, dù tháp hư không là loại đế khí đỉnh phong. Chỉ sợ cũng sẽ phải hóa thành bột mịn. Coi như xảy ra một số tình huống khác, dẫn đến sự tồn tại của tháp hư không, nó đi theo mình đến trái đất, nhưng mình chắc chắn chưa từng tu sửa tháp hư không. Tô Thương nhíu mày nói, chẳng lẽ có người giống mình, hiểu được phương pháp luyện khí cường đại, hơn nữa phương pháp này lại không khác gì với mình, người đó nhìn thấy tháp hư không bị tàn phá, nên mới sưu tập tài liệu, ra tay bổ sung thêm 6 tầng khác sao. Nhưng mà để có được phương pháp tu bổ đế khí, người kia ít nhất cũng phải là tiên đế, nếu không căn bản là không chịu nổi uy nghiêm của đế khí. Mà cha từng nói, trái đất thuộc niên đại mạt pháp, ông cố sau khi ngưng kết kim đan, cơ thể liền xuất hiện dị dạng khác thường, trái đất sao lại có cao thủ tiên đế chứ? Quái lạ, thật quái lạ. Tô Thương nghĩ không ra, đoán không được, nhìn không rõ, chỉ biết lắc đầu liên tục, không suy nghĩ được gì nhiều nữa. Được rồi, nhưng chuyện này, có lẽ sau này sẽ rõ, bây giờ mình vẫn còn chưa trúc cơ, cảnh giới quá thấp, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Tô Thương tiếp tục nhìn vào tháp hư không, sau khi dò xét một lát thì mặt mũi đầy ghét bỏ, mặc dù tu bổ tháp hư không là một người có lòng tốt, có điều tài liệu để sử dụng lại có phần quá rác rưởi rồi,
căn bản không thể hiện được sự cường đại của tháp hư không, khó trách lúc trước mình nhận ra tháp hư không trong ấn tượng của mình có chút chênh chệch. Phía trên 6 tầng này, cần cảnh giới độ kiếp trở lên, mới có thể mở ra, đối với mình bây giờ mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Tháp hư không của mình, mỗi một tầng đều có một con sơn hải linh thú canh giữ, mà mình quan sát, chỉ có 3 tầng phía dưới cùng, là có thần thú canh giữ, 6 tầng trên, vì là bổ sung sau, hào nhoáng bên ngoài nhưng lại không hề có thần thú. Nếu đã như vậy, thì có tác dụng gì chứ, chỉ bằng cứ phá hủy nó, đợi sau này tìm được bộ phận đã mất, hoặc là gặp được tài liệu luyện khí quý giá, chế tạo lại lần nữa. Nghĩ đến đây, Tô Thương hai mắt khép hờ, bắt đầu để tháp hư không tự mình tách ra. Tháp hư không, đã từng là đế khí, bây giờ mức độ kiên cố, có thể tưởng tượng được. Cho dù là những tiên đế đó ở huyền thiên tiên vực đích thân tới, cũng cần tốn nhiều sức lực, mới có thể phá hủy được. Nhưng Tô Thương lại khác, anh là chủ nhân của tháp hư không, dù là cách biệt nhau vô số năm đi nữa, thì tháp hư không vẫn luôn là đồ vật của anh. Vì thế, Tô Thương chỉ cần suy nghĩ thôi, cũng có thể đem 6 tầng trên của tháp, hóa thành bột mịn. Dựa theo tiếng vang đó, toàn bộ 6 tầng trên của tháp hư không đồng loạt vỡ vụn. Vô số mảnh vụn, rơi xuống mặt đất, tản ra ánh sáng nhạt, nhưng uy thế lại không giảm chút nào. Đây mới là tháp hư không của mình, trừ những cái vướng víu kia ra, tháp hư không lại càng thêm hoàn mỹ. Tô Thương nâng tháp hư không lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, sau đó bắt đầu quan sát 3 tầng còn lại. Tầng thứ nhất, thao thế chấn giữ. Tầng thứ hai, cùng kỳ chấn giữ. Tầng thứ ba, thần thú tỷ hưu. 3 tầng này, là nguyên thủy nhất, không hề đi qua bất kỳ sửa chữa gì, dù là chỉ có 3 tầng, nhưng phóng ra được cảm giác áp bức, so với lúc nãy không khác nhau chút nào. Tiếp sau đó, Tô Thương bình tĩnh lại, ý đồ định gọi thần thú thao thế tỉnh lại. Nếu như thành công, Tô Thương liền có thêm một con át chủ bài cường đại có thể càn quét được trái đất này. Nhưng mà thần thú thao thế lại như con vật chết, bất luận Tô Thương thủ đủ mọi cách, cũng không khiến nó tỉnh dậy được. Không chỉ có thao thế, cùng kỳ của tầng thứ hai, tỷ hưu tầng thứ ba cũng giống như thế. Nhưng Tô Thương có thể cảm nhận được 3 thần thú này vẫn có khí tức của mạng sống. Xem ra cái này không thể mở được rồi, để sau hãy nói đi. Tô Thương lộ ra một nụ cười khổ, sau đó ánh mắt nhìn vào tầng thứ hai của tháp hư không. Tầng này, không chỉ có thần thú cùng kỳ, mà còn giam giữ hồn phách của một người, chính là ma tu hơn 100 năm trước đã đại chiến với ông Cố Tô Vô Kỵ. Cảnh giới kết đan. Tô Thương liếc một chút đã nhìn ra được thực lực của người này, thoáng có chút ngạc nhiên. Lẩm bẩm nói, trái đất quả nhiên không đơn giản như mình nghĩ, tu sĩ cảnh giới kết đan cũng xuất hiện rồi. Nếu không có ông Cố mình đứng ra, trấn áp người này, cứ để mặc cho nó xem trái đất như khu vực săn bắn, chỉ sợ bây giờ thực lực của ông ta, sẽ cường đại đến mức khủng bố rồi. Có điều bây giờ thì sao, ha ha, bị nhốt vào tháp hư không của tôi, đừng mong sống sót mà rời khỏi đây. Đối với cái này, Tô Thương cực kỳ tự tin. Sau đó cười lạnh nói, giữ lại hồn phách của ông, tạm thời còn có chút tác dụng, chờ sau khi linh hồn tôi bị hao tổn, ngược lại có thể lấy ông làm đồ tẩm bổ một trận nha. Bất kể là Tô Vô Kỵ, Tô Kiền Khôn, hay cả Tô Thần Binh, đều không phải chủ nhân của tháp hư không, bọn họ chỉ là thay thế để bảo vệ tháp hư không mà thôi. Vì thế, họ không có cách nào thôi động được tháp hư không, luyện hóa ma tu đang bị trấn áp trong tháp. Nhưng mà Tô Thương lại khác, anh là chủ nhân của tháp hư không, lấy hồn phách này của ma tu luyện hóa thành một luồng khí, chỉ là tốn nhiều sức lực chút mà thôi. Nhưng ma tu đã bị giam trong tháp hư không, Tô Thương kết luận đối phương không trốn thoát được, nên mới giữ ma tu lại, đề phòng khi cần đến. Tháp hư không là đế khí, tất nhiên có linh hồn. Lúc này, Tô Thương chính là đang nỗ lực câu thông với linh hồn của tháp. Nhưng anh quan sát lúc lâu, từ đầu đến cuối vẫn không phát giác được linh hồn của tháp tồn tại. Chẳng lẽ thời điểm tháp hư không mất đi 6 tầng, linh hồn của tháp cũng theo đó mà rời đi sao? Có khả năng này lắm. Tháp hư không, mày cuối cùng là đã trải qua cái gì, là ai phá hủy mày, linh hồn của tháp ở đâu,
6 tầng bên ngoài của tháp đã bị vỡ vụn hay chỉ đơn giản là rời khỏi 3 tầng này thôi chứ? Năm đó người lấy tháp hư không giao cho ông cố mình, là ai, công pháp tu chân của ông cố, là người kia truyền thụ cho sao? Ai ya, thật nhiều bí ẩn quá. Tô Thương thở dài một hơi, cuối cùng thu hồi lại tháp hư không, không nghĩ những chuyện này nữa. Anh tin tưởng rằng, chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh, sớm muộn gì cũng có ngày biết được chân tướng rõ ràng. Ngay sau đó, Tô Thương nhìn về phía những mảnh vỡ vụn tán loạn dưới đất, vừa khởi động suy nghĩ, liền đem thu vào trong vòng tay lưu trữ. Mặc dù tài liệu tu sửa tháp hư không không xứng với đế khí của tháp hư không, nhưng cũng tính là tài liệu đỉnh phong, giữ lại thì có thể luyện chế thành binh khí, không thể lãng phí được. Bù! Tô Thương vừa làm xong mọi thứ, liền nhìn Thục Phân đang lơ lửng giữa không trung, ánh sáng trắng toàn thân lan rộng, uy thế cuồn cuộn, chiếu sáng nửa bầu trời. Phản tổ, thành công! Tô Thương liền di chuyển ánh mắt nhìn qua, trong mắt đầy tò mò, muốn nhìn thử xem rốt cuộc Thục Phân cuối cùng sẽ biến thành thứ gì. Lại qua thêm nửa phút, ánh sáng chói mắt trên người, cuối cùng cũng tản đi. Tô Thương tập trung nhìn vào, đột nhiên mặt mũi đầy ngỡ ngàng, lẩm bẩm nói, hồ. Hồ ly sao? Chỉ thấy ở giữa không trung, xuất hiện một bộ lông hồ ly màu trắng toát phủ kín toàn thân. Bộ lông kia mềm mại phát sáng, bên trên cơ thể tản ra uy thế kinh khủng, nhất là đôi mắt kia, câu hồn phách người. Điều làm người khác chú ý nhất. Là nó thế mà có 9 cái đuôi, đong đưa ở giữa không trung, vô cùng phong cách. Hồ ly 9 đuôi. Thế mà lại là hồ ly 9 đuôi. Sau thời gian ngỡ ngàng ngắn ngủi đó, Tô Thương không kìm chế được mà nuốt nước miếng một cái, vui mừng ngạc nhiên nói, hồ tộc, là một trong những yêu tộc cường đại nhất trên đời này đó nha. Ở Huyền Thiên Tiên Vực, có 4 đại tiên đế đời đời bất diệt, Thanh Hoàng Nữ Đế là một trong số đó. Trừ người đó ra, có một vị tiên đế như vậy nữa, bản thân vốn là cửu vĩ hồ. Nghe nói, cô ấy trong trời đất này, là một con cửu vĩ hồ cuối cùng, cho dù con cháu hồ tộc hàng ngàn hàng vạn, nhưng lại không có con cửu vĩ hồ thứ hai. Tô Thương kinh ngạc nói, thật không ngờ rằng, mình ở trái đất lại có vinh hạnh nhìn thấy hồ ly 9 đuôi. Tổ tiên của một con Teddy, lại là hồ ly 9 đuôi, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Thương nhìn không được mà suy đoán, cuối cùng là con Teddy ngoại tình, hay là con hồ ly 9 đuôi đã cắm sừng chứ? Chủ nhân! Ngay thời điểm Tô Thương đang kinh ngạc, Thục Phân đang lơ lửng ở giữa không trung lại mở miệng nói, chủ nhân cách xa một chút, tôi muốn độ lôi kiếp, chỉ cần vượt qua được lôi kiếp, tôi sẽ có thể biến thành hình người rồi. Tiếng nói của thiếu nữ trong không trung truyền đến, Tô Thương nhất thời trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Quả nhiên phát hiện một đám mây đen ngưng tụ, bao phủ trên không tại biệt thự bờ sông, lôi điện dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể giáng xuống. Thục Phân đã sớm trúc cơ thành công, có điều chắc hẳn nguyên nhân là vì ở trong vòng tay lưu trữ đã che mất thiên đạo, dẫn đến lối kiếp chậm trễ, bây giờ đúng hạn mà tới rồi. Tô Thương thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hồ ly 9 đuôi ở giữa không trung, nhắc nhở Thục Phân, mày độ kiếp, tao không tiện nhúng tay vào. Nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mày, tự mày nên cẩn thận một chút thì hơn. Nói xong, Tô Thương liền lui về sau mấy bước, để khu vực này dành cho hồ ly 9 đuôi. Thục Phân cung kính trả lời lại, sau đó một đôi mắt hồ ly, sắn bén mà nhìn chăm chú vào mây đen, ngay sau đó không chút sợ hãi mà phóng lên tận trời, giống như không xem lôi kiếp ra gì. Giờ này phút này, dân chúng nơi thành phố trăm dặm. Toàn bộ đều bị động tĩnh ở đây thu hút. Lúc nãy Thục Phân phản tổ thành công, phóng ra một ánh sáng mãnh liệt, đã kinh động đến rất nhiều người. Bây giờ trên bầu trời, không hiểu tại sao mây đen cuồn cuộn, lôi điện phun trào, còn khác hẳn với tình hình lúc trời mưa. Quan trọng nhất là, mây đen vẻn vẹn chỉ bao phủ một vùng, ở chỗ khác trăng sáng lên cao, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, quá không giống với bình thường gì hết. Có chuyện gì đã xảy ra, ánh sáng lúc nãy là tình hình gì vậy? Chẳng lẽ là sao băng rơi xuống, vừa vặn rơi vào bên kia, cho nên mới có ánh sáng chói mắt như thế chứ? Không hiểu thì đừng nói lung tung được không, ánh sáng kia chiếu sáng gần một nửa thành phố Giang Bắc,
chúng ta có thể nhìn thấy sao băng, làm gì có chói mắt như vậy. Bây giờ là sao vậy, trên trời vì sao lại xuất hiện một đám mây đen khó hiểu thế chứ? Mọi người nhanh nhìn lên trời kìa, trong mây đen hình như có một con chó, chó màu trắng. Cái gì mà chó chứ, rõ ràng là hồ ly mà, đến chó với hồ ly cũng không phân biệt được hay sao? Chấm chấm chấm. Vô số dân chúng bàn luận ầm ĩ, đồng thời quay video, đăng lên Internet, bỗng nhiên gây nên một trận sóng to gió lớn trên mạng. Thậm chí, có người còn lên sân thượng phát sóng trực tiếp ngay hiện trường. Nhất thời, trên Internet sôi sục, chuyện này đã lan ra với tốc độ cực nhanh. Hồ ly chín đuôi trong đám mây đen đó, rất nhanh đã trở thành tiêu điểm chú ý của toàn dân. Cùng lúc đó, lôi kiếp của Thục Phân bắt đầu, nó ở trước mặt rất nhiều người, chống chọi lôi kiếp. Ầm ầm. Dựa theo tiếng vang đó, lôi điện to cỡ miệng chén, trực tiếp đánh vào trên người hồ ly chín đuôi. Hồ ly chín đuôi cũng không điều động bất kỳ năng lượng gì, chỉ là dựa vào chính cơ thể của mình mà chống đỡ lại lôi kiếp. Ầm. 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 Sau đó, mấy chục tia lôi điện liên tục đánh xuống, tất cả Thục Phân đều đón lấy. Vốn dĩ là bộ lông trắng sáng bóng, bắt đầu cháy đen, miệng mũi còn có huyết dịch tràn ra. Tiếng sét khủng khiếp quá, chủ thất đang chiếu phim à? Hiệu ứng tuyệt vời ghê. Đạo diễn bộ phim đấu khí hóa ma ở bên cạnh chắc cũng phải quỳ xuống khóc lóc van xin mọi người chừa cho ông ta chút mặt mũi. Chủ thất ơi, đây là phim gì vậy, nói cho mọi người biết đi, làm việc thiện sẽ được bình an cả đời đó. Nói bậy rồi, có phải đang chiếu phim đâu, không thấy đây là đang dùng điện thoại để quay à, chủ thất đang live stream luôn đó. TikTok sắp bùng nổ rồi, rất nhiều người đang lên xem đoạn clip đó. Mọi người xem độ sốt của clip đó đang ở top 8 rồi. Giang Bắc xuất hiện tòa sấm sét thần bí, người quay đang phát sóng trực tiếp ở bên đó kìa. Top 8 còn chưa, đã lên top 1 lượt xem luôn rồi, chuyện này là thật sao? Ngại quá, thú cưng nhà tôi lén chạy ra ngoài đi độ kiếp, làm phiền đến mọi người rồi. Đánh rắm, tôi chính là con hồ ly trắng đó đây, tôi đã chiếm dụng nguồn tài nguyên khổng lồ của mọi người, lãng phí lưu lượng của mọi người. Tôi xin lỗi mọi người nhé. Chấm chấm chấm. Mười mấy phút qua đi, trên mạng hoàn toàn bùng nổ rồi, đặc biệt là chủ đề nóng hổi về tầng sấm sét thần bí xuất hiện ở Giang Bắc trên diễn đàn TikTok, nhanh chóng trở thành chủ đề hot nhất, thu hút rất nhiều dân mạng lên xem. Lúc này, ở biệt thự ven sông, Tô Thương nhìn con hồ ly chín đuôi ở giữa tầng sấm sét, anh hoàn toàn không hề lo lắng, khẽ cười nói. Không hổ là cửu vĩ hồ sắp tuyệt chủng, thế mà có thể ở tình huống chưa chuẩn bị gì, chỉ dựa vào sức mạnh của thân xác mà vẫn đối chọi lại được với lôi kiếp. Dựa vào tình hình của Thục Phân lúc này, xem ra nó chẳng có trở ngại gì lớn nữa, chắc chắn có thể ứng phó qua được. Tô Thương đoán rằng, không quá 5 phút, tầng sấm sét sẽ tan biến hết, Thục Phân nói sau khi độ kiếp xong thì nó sẽ hóa thành hình người, không biết nó sẽ biến thành bộ dạng gì nhỉ? Tô Thương vô cùng hứng thú nhìn lên bầu trời, ánh mắt tràn đầy nỗi mong chờ. Ở trên bầu trời Giang Bắc phát sinh ra chuyện dị thường, không chỉ kinh động đến những người dân bình thường, mà các tông phái lớn trong giới luyện võ cũng đã nhận được tin tức. Thái Sơn, vùng đất tế trời. Thạch Hạo Hãn đang đứng trên đỉnh núi Thái Sơn, ánh mắt nhìn về phía xa, chăm chú nhìn về hướng Giang Bắc, sắc mặt vô cùng nặng nề. Đó chính là lôi kiếp sao? Thạch Hạo Hãn lẩm bẩm nói, đã bao nhiêu năm rồi, trái đất lại có người tu chân rồi sao? Từ sau khi Tô Vô Kỵ biến mất, mình cũng chưa từng nghe thấy lôi kiếp xuất hiện ở trên thế gian này nữa, e rằng giới luyện võ sắp không được yên bình nữa rồi. Bên cạnh Thạch Hạo Hãn, là một người đẹp trai, cao to, tuấn tú, tầm khoảng 20-30 tuổi, mắt tinh mày kiếm, phong thái xuất phàm. Anh ta chính là cháu trai của Thạch Hạo Hãn, Thạch Cửu Thiên. Cha của anh ta chính là đứa con thứ hai của Thạch Hạo Hãn. Ông nội. Lúc này, Thạch Cửu Thiên không nhịn được liền hỏi, chuyện của Tô Vô Kỵ rốt cuộc là thật hay giả vậy, cháu nghe nói rất nhiều lần rồi, nhưng cháu không tin trên đời lại có người tu chân thật. Đương nhiên là thật rồi, ông nội đã từng chính mình trải qua rồi, thời đại đó, là thời đại của Tô Vô Kỵ, đây là những ký ức mà không ai có thể quên đi được.
Nhắc đến Tô Vô Kỵ, mặt mũi Thạch Hạo Hãn tràn đầy vẻ kính sợ, sau đó lại nói, Cửu Thiên, về việc này, cháu đừng suy nghĩ nhiều, người tu chân mặc dù rất mạnh nhưng không có cách gì để ở lại thế giới này cả, một khi đặt chân đến một cảnh giới nào đó, thì sẽ bị những hiện tượng kỳ lạ xuất hiện, trừ phi thông qua con đường cổ xưa thoát ly ra khỏi trái đất, nếu không thì cũng không sống lâu được, do đó đối với chúng ta không có ảnh hưởng lớn gì. Chuyện gấp bây giờ chính là chuẩn bị cho đại hội võ thuật trăm môn phái sắp tới. Thạch Hạo Hãn nghiêm mặt nói, vùng đất tế trời của chúng ta, là dẫn đầu của giới luyện võ, danh hiệu đệ nhất của đại hội võ thuật trăm môn phái phải thuộc về núi Thái Sơn. Vâng. Thạch Cửu Thiên nghe vậy, tràn đầy tự tin nói, ông nội, ông yên tâm đi, đại hội võ thuật năm nay cháu nhất định sẽ là quán quân, làm rạng rỡ uy danh của vùng đất tế trời. Thạch Hạo Hãn nhìn đứa cháu trai của mình, hài lòng cười nói, không ngờ thiên phú của cháu lại cao như vậy, sau khi đạt được tạo hóa mà ông cho cháu thì đã một bước đặt chân đến bán thần tông rồi, hoàn thành cuộc lội ngược dòng đáng kinh ngạc. Nhưng mà, cháu cũng không được lơ là, thiếu cảnh giác, vùng đất giữa trời và đất, vùng đất nơi thâm sâu vân vụ, còn có núi Võ Đang, núi Bồ Đề, mấy lão già đó chắc chắn cũng sẽ phái đệ tử ruột của mình ra, đối thủ của cháu chắc chắn không hề yếu. Cháu cũng chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Thạch Hạo Hãn nhắc nhở nói. Vâng. Thạch Cửu Thiên gật đầu nói, cho dù đối thủ mạnh đến đâu, cháu nhất định sẽ dốc toàn lực để giành chiến thắng, đồng thời duy trì sự ổn định, không cho đối phương một chút cơ hội nào. Tốt. Thạch Hạo Hãn nghe thấy lời nói này, trong lòng vô cùng hài lòng, vỗ vỗ vai của Thạch Cửu Thiên, trong ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng. Ông nội. Còn có một chuyện nữa, cháu vẫn chưa hiểu. Bỗng nhiên, Thạch Cửu Thiên nói. Cháu nói đi. Vâng. Thạch Cửu Thiên gật đầu, sau đó hiếu kỳ hỏi, cháu nghe nói, gần đây Dược Vương Điện bị mấy thế lực chèn ép, người đứng đằng sau hình như là gia tộc Tây Môn của núi Côn Luân. Vùng đất tế trời của chúng ta, vùng đất giữa núi và biển, vùng đất nơi thâm sâu vân vụ, ba đại thế lực cùng với Dược Vương Điện cùng có hiệp ước duy trì trật tự giới luyện võ. Thạch Cửu Thiên nói tiếp, bây giờ Dược Vương Điện bị uy hiếp, vùng đất tế trời của chúng ta tại sao lại không ra mặt ngăn lại chứ? Chuyện này ông sớm đã biết rồi. Thạch Hạo Hãn cười nói, từ sớm, ông đã liên hệ với hai lão già ở Lao Sơn, Lư Sơn rồi, nhưng bọn họ đều từ chối, không muốn nhúng tay vào việc này. Ắt hẳn là vì đại hội võ thuật trăm môn phái và cuộc thách đấu với các ngọn núi sắp tới gần. Cho nên bọn họ không muốn đắc tội với gia tộc Tây Môn. Thạch Hạo Hãn khẽ cười nói, nếu đã như vậy thì vùng đất tế trời của chúng ta đương nhiên cũng không thể ló mặt ra được, cho nên cứ giả bộ như không nghe thấy gì đi. Ông nội, gia tộc Tây Môn ở núi Côn Luân, thật sự mạnh như vậy sao? Thạch Cửu Thiên nghi hoặc nói, rất mạnh. Thạch Hạo Hãn nghiêm chỉnh nói, ông nghe nói, năm đó lão tổ tông của gia tộc Tây Môn từng bái Tô Vô Kỵ làm sư phụ. Học được pháp môn tu chân, đến nay cũng chưa từng thấy ông ta xuất tay ra, cũng không biết tình trạng ông ta bây giờ như thế nào nữa. Cái gì, lão tổ tông của gia tộc Tây Môn là người tu chân sao? Thạch Cửu Thiên sau khi kinh ngạc xong liền hỏi, ông nội, không phải ông đã nói, người tu chân sẽ gặp những hiện tượng kỳ lạ, không có cách nào tồn tại ở thế giới này sao? Nhưng có lẽ lão tổ tông của gia tộc Tây Môn còn chưa đạt đến cảnh giới để xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ kia, cụ thể thế nào ông cũng không rõ nữa. Thạch Hạo Hãn vô cùng kiêng kỵ nói, tóm lại, gia tộc Tây Môn có thể không đắc tội thì đừng đắc tội vậy. Cháu hiểu rồi. Thạch Cửu Thiên gật gật đầu, sau đó lại nghĩ tới một chuyện, bèn nói, ông nội, cô Ngọc Yến bị giam lỏng ở Tư Quá Nhai cũng sắp 5 năm rồi, ông định khi nào thì thả cô ấy ra. Hừ, vậy thì phải xem đến khi nào nó chịu gật đầu nhận sai với ông. Thạch Hạo Hãn nhìn Thạch Cửu Thiên, trầm giọng nói, Cửu Thiên, ông biết 5 năm này, cháu và Ngọc Yến cũng khá thân thiết với nhau, nó đã truyền dạy cho cháu một vài bí quyết tu luyện, cháu cũng vô cùng tôn kính nó. Nhưng nó còn mang tội trên người, trước khi nó ăn năn hối cải thì ông không hy vọng nghe được tên nó từ miệng cháu nói ra, cũng không muốn thấy cháu cầu xin cho nó, nghe rõ chưa? Thạch Hạo Hãn trịnh trọng nói. Vâng. Thạch Cửu Thiên vội vàng đáp lại, không dám làm trái ý của ông nội. Hừ.
Thạch Hạo Hãn thấy vậy liền phất phất ống tay áo, rồi xoay người rời đi. Cháu chào ông nội. Sau khi nhìn thấy Thạch Hạo Hãn rời đi, Thạch Cửu Thiên cũng không ở lại đỉnh núi nữa, mà thân ảnh chợt lóe lên, rất nhanh đã đi tới Tư Quá Nhai. Đây là một thác nước, chỉ cần xuyên qua thác nước là đã tới được một sơn động. Mẹ ruột của Tô Thương là Thạch Ngọc Yến bị giam lỏng ở trong hang động này, cũng đã gần 5 năm rồi. Lúc này, Thạch Cửu Thiên đứng ở bên ngoài thác nước, khom người chắp tay lại, trong mắt tràn đầy vẻ kính trọng vị tiền bối này. Cô Ngọc Yến, cháu Thạch Cửu Thiên đến thăm cô. Tư Quá Nhai. Thác nước nhìn như một dải ngân hà đổ ngược, vô cùng yên tĩnh, dòng nước như một bức tranh tĩnh lặng. Ở bên một vách núi, Thạch Cửu Thiên hai tay chắp lại, mặt mũi tràn đầy kính trọng lặp lại lần nữa, cháu Thạch Cửu Thiên xin gặp cô. Qua một lúc, từ trong thác nước vọng ra giọng của một người phụ nữ. Là Cửu Thiên à, vào đi. Vâng. Thạch Cửu Thiên cung kính đáp lại, rồi xoay người lao vào trong thác nước, bóng dáng rất nhanh đã biến mất sau màn nước. Tiếp theo đó, trong sơn động sau thác nước, Thạch Cửu Thiên vô cùng thông thuộc, nhanh chân đi vào trong vào sâu khoảng mười mấy mét, thì anh ta dừng chân lại nhìn về phía trước, khom lưng, hành lễ cô Ngọc Yến. Ở phía trước, có một cái đài cao hình tròn, phía trên cao là một lỗ trống, vừa vặn cho ánh trăng rọi vào chiếu sáng đài cao hình tròn kia, khiến nó như trở thành một sân khấu bắt mắt ở trong hang động. Giờ này phút này, trên cái đài tròn đó, có một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu xanh vương nhạt, đang ngồi khoanh chân lại. Đường nét khuôn mặt của bà ấy vô cùng xinh đẹp, thanh tú, mặc dù nhìn thì thấy đã 40-50 tuổi rồi nhưng vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp khuynh nước, khuynh thành. Ánh trăng sáng chiếu thẳng lên người bà ấy, càng tăng thêm mấy phần lung linh, huyền ảo. Bà ấy chính là mẹ ruột của Tô Thương, Thạch Ngọc Yến, từng hóa thành Giang Ngọc Yến để sống ở Giang Bắc mười mấy năm. Lúc này, Thạch Ngọc Yến mỉm cười nhìn đứa cháu trai, dịu dàng nói, Cửu Thiên, trễ như vậy rồi, sao cháu còn đến đây gặp cô? Cô, đại hội võ thuật trăm môn phái hôm sau sẽ bắt đầu rồi, địa điểm là ở núi Võ Đang. Thạch Cửu Thiên cúi đầu xuống, cung kính nói, ngày mai cháu sẽ khởi hành đi đến núi Võ Đang, cho nên tối nay muốn đến đây chào tạm biệt cô. Mặc dù Thạch Hạo Hãn không có cảm tình tốt với Thạch Ngọc Yến, thậm chí còn giam lỏng Thạch Ngọc Yến ở Tư Quá Nhai. Nhưng người làm cháu như Thạch Cửu Thiên ở trước mặt Thạch Ngọc Yến lại vô cùng có phép tắc, rõ ràng là anh ta công nhận người cô này. Hơn nữa, Thạch Ngọc Yến còn là thiên tài tuyệt diễm, mặc dù bây giờ bà ấy đã bị mất hết võ công. Nhưng dù sao kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn, bà ấy thường giảng đạo cho Thạch Cửu Thiên, vì vậy mà Thạch Cửu Thiên mới vô cùng kính trọng người cô này. Đương nhiên, đây cũng là vì cha ruột của anh ta Thạch Vân Hải nữa, từ nhỏ ông ta và Thạch Ngọc Yến đã là anh em thân thiết với nhau. 5 năm trước khi Thạch Ngọc Yến mới vừa bị bắt về vùng đất tế trời, cha ruột Thạch Vân Hải đã căn dặn anh ta, đừng vì thái độ của ông nội mà lạnh nhạt với người cô này. Đại hội võ thuật trăm môn phái à? Thạch Ngọc Yến nghe đến mấy chữ này, lập tức lộ ra biểu cảm hoài niệm, bà ấy nhớ lại nói, mình và thần binh chính là ở đại hội võ thuật mà quen nhau, chớp mắt đã 20 năm trôi qua rồi, thời gian như nước chảy mây trôi vậy, nhanh quá. Cô lại nhớ đến Dượng sao? Thạch Cửu Thiên nhỏ tiếng hỏi. 5 năm rồi, cũng không biết bây giờ ông ấy như thế nào rồi, con của tụi cô cũng như thế nào rồi. Thạch Ngọc Yến biểu cảm phức tạp nói, nhớ lại những ký ức xa xăm, khóe mắt hơi ươn ướt nói, đáng tiếc, đời này của cô e là không có cách gì có thể gặp lại bọn họ rồi. Cô đừng buồn nữa, cũng đừng mất đi hy vọng, cha cháu nói, máu mủ tình thâm, sớm muộn gì cũng có một ngày ông nội sẽ chấp nhận Dượng và các em trai, em gái của cháu. Thạch Cửu Thiên an ủi nói, chấn nhận sao? Thạch Ngọc Yến cười khổ lắc đầu, tính khí ông nội cháu chính là viên đá trong hầm cầu, vừa thúi vừa cứng, bướng bỉnh, cố chấp, tuyệt đối không thể có chuyện chấp nhận thần binh và các con của cô đâu. Ông nội không chịu chấp nhận thì cháu sẽ khiến ông ấy chấp nhận. Thạch Cửu Thiên nghe vậy liền nghiêm túc nói, mấy ngày trước, ông nội cháu đã nói, chỉ cần cháu có thể vì vùng đất tế trời mà thắng đại hội võ thuật năm nay thì ông ấy sẽ đáp ứng một yêu cầu của cháu.
bất luận là yêu cầu gì, chỉ cần ông ấy có thể làm được thì đều sẽ đáp ứng cháu vô điều kiện. Cô, đến lúc đó cháu sẽ xin ông nội thả cô ra khỏi Tư Quá Nhai, đồng thời chấp nhận hiện thực, để ông ấy từ bỏ chấp niệm ở trong lòng. Thạch Cửu Thiên nói. Cửu Thiên. Thạch Ngọc Yến vô cùng cảm động, cười nói, cháu là một đứa trẻ ngoan, nhưng, đại hội võ thuật trăm môn phái, cao thủ nhiều như mây, các đại tông phái khác cũng sẽ dốc hết sức lực ra để ứng phó, phái ra các thiên tài tuyệt đỉnh ẩn giấu bấy lâu, cháu cố gắng hết sức là được rồi, đừng miễn cưỡng mình quá. Vâng. Thạch Cửu Thiên thề nói cô yên tâm đi, cháu sẽ biết chừng mực. Thạch Ngọc Yến gật gật đầu, sau đó hỏi, Cửu Thiên, cháu có tự tin với đại hội võ thuật lần này không? Cô, cháu vô cùng tự tin. Thạch Cửu Thiên cười nói, bây giờ, cháu đã là bán thần tông rồi, cháu tự tin có thể ở trong đại hội võ thuật càn quét hết các thiên tài kia. Bán thần tông, ha ha, thực lực đúng là không yếu, bao năm qua, ở trên võ đài của đại hội võ thuật cũng đều không có thiên tài cảnh giới này tham gia, cháu đúng là có hy vọng sẽ đạt quán quân. Thạch Ngọc Yến hài lòng gật đầu. Chuyện này còn phải cảm ơn cô, nếu như không có sự chỉ dạy của cô, không có cô chỉ ra những điểm sai của cháu, thì cháu cũng không thể nhanh chóng hiểu được cơ duyên của ông nội. Thạch Cửu Thiên cảm kích nói. Đừng nói như vậy, chủ yếu vẫn là thiên phú dị bẩm của cháu thôi. Thạch Ngọc Yến cười nói, nhìn chung ở vùng đất tế trời, thiên tư của phương diện này không có người nào có thể so sánh được. Trong 100 năm nay, cháu chắc hẳn là người có thiên phú cao thứ hai ở núi Thái Sơn. Cảm ơn cô đã động viên cháu. Thạch Cửu Thiên thoáng nở một nụ cười. Về người có thiên phú cao thứ nhất, anh ta cũng không hỏi là ai, bởi vì anh ta biết người đó chính là cô Thạch Ngọc Yến của mình. Cho đến ngày nay, vùng đất tế trời vẫn lưu truyền về truyền thuyết của cô. Nghe đồn, lúc cô mới sinh ra, trên trời liền xuất hiện dị tượng, 9 ngôi sao cùng hiện lên, chiếu sáng xuống vùng đất tế trời. Minh Kình, M Kình, Hóa Kình, Tông Sư, Địa Tông, Thiên Tông. Mỗi một lần đột phá cảnh giới, cô mình đều phá vỡ các kỷ lục trước đó của vùng đất tế trời, một đường mạnh mẽ thẳng tiến, ép các thiên tài trong giới luyện võ cùng thời đại đó đều không ngóc đầu lên được. Nếu không phải như thế thì khi ông nội nhìn thấy chân khí của cô mình hoàn toàn biến mất thì ông ấy sao lại có thể tức giận đến như vậy? Cô! Lúc này, Thạch Cửu Thiên bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, thế là nói, khoảng mấy ngày trước, cháu nghe ông nội nhắc đến em họ Tô Thương, em ấy hình như cũng sẽ tham gia đại hội võ thuật. Cái gì? Thạch Ngọc Yến vốn dĩ đang ngồi ở trên đài tròn, ánh mắt tràn đầy tĩnh mịch, dường như không hề quan tâm đến bất kỳ chuyện gì. Nhưng khi nghe thấy câu nói này của Thạch Cửu Thiên, bà ấy lập tức trở nên căng thẳng, vội vàng hỏi, Cửu Thiên, cháu không nghe lầm chứ, A Thương từ nhỏ không có thiên phú võ đạo, hoàn toàn chưa từng học võ công, sao lại có thể tham gia đại hội võ thuật chứ? Cô quá xem thường em họ rồi, em ấy bây giờ giỏi lắm, nghe ông nội nói, em ấy đã là điện chủ của Dược Vương Điện rồi. Thạch Cửu Thiên cười nói, lúc trước anh ta ở trước mặt Thạch Hạo Hãn nhắc đến Dược Vương Điện, chính là nghĩ tới mối liên hệ này, cho nên muốn khuyên ông nội giúp Dược Vương Điện một tay. Nhưng còn chưa đợi anh ta mở miệng thì Thạch Hạo Hãn đã nói ra tộc Tây Môn rất mạnh, thế là Thạch Cửu Thiên cũng không nhắc đến chuyện giúp đỡ nữa. Điện chủ Dược Vương Điện sao? Thạch Ngọc Yến nhíu mày nói, chuyện này không phải là hồ đồ rồi sao, nó chỉ là một người bình thường, sao lại có thể làm điện chủ Dược Vương Điện chứ? Dược Vương Điện nghĩ sao vậy mà lại chọn nó? Đang nói thì Thạch Ngọc Yến liền nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt vô cùng khó coi, lẩm bẩm nói, hừ, Dược Vương Điện, tâm cơ thâm sâu thật, ắt hẳn là đã nhìn trúng thân phận của A Thương rồi. Liên quan đến lai lịch của nhà họ Tô, trong lòng Thạch Ngọc Yến đương nhiên biết rõ, chắc hẳn Dược Vương Điện cũng tra được một số dấu vết còn sót lại. Nhà họ Tô đến từ Côn Luân, là một gia tộc từng được Tô Vô Kỵ đệ nhất thiên hạ thành lập. Dược Vương Điện chắc chắn biết rõ bối cảnh của nhà họ Tô, cho nên mới đưa Tô Thương lên vị trí điện chủ. Đồng thời, Tô Thương còn có một chút quan hệ gần gũi với vùng núi Tế Trời, đó là cháu ngoại ruột của Thạch Hạo Hãn Sơn chủ của núi Thái Sơn. Gộp hai điều này lại, Dược Vương Điện đương nhiên đồng ý nâng đỡ Tô Thương, để chiếm ưu thế rồi.
hiểu rõ điều này, Thạch Ngọc Yến mới có thể nói ra lời nói lúc trước được. Cô ơi, không phải đâu. Thạch Cửu Thiên lắc đầu nói, em họ Tô Thương cũng không phải là người bình thường, em ấy đã là người luyện võ rồi, hơn nữa thực lực cũng không hề yếu. Trước đó cháu đã từng nói với cô, Thạch Hiên bị người khác giết ở Giang Bắc, cô còn nhớ không? Thạch Ngọc Yến nghi ngờ nói, có ấn tượng, Thạch Hiên không phải con cháu nhà họ Thạch, chết cũng được, tránh cho ông nội cháu khó xử, nhưng người giết cậu ta, không phải tên Tô Huyền Thiên à, có quan hệ gì với Tô Thương vậy? Cô à, ông nội nói, Tô Huyền Thiên chính là Tô Thương đó à? Thạch Cửu Thiên nói tiếp, lúc trước Thạch Hiên đã nghe lời kích bẩy khiêu khích của nhà họ Đỗ, đến Giang Bắc muốn hủy diệt cả nhà của chú, lần thứ nhất bị ông Tô đánh cho rút lui. Lần thứ hai thì Thạch Hiên mang theo một tên Thiên Tông, chính lần đó, Tô Thương đã dịch dung thành Tô Huyền Thiên, giết Thạch Hiên và một tên cao thủ Thiên Tông sơ kỳ. Không chỉ có thế. Thạch Cửu Thiên nói thêm, sau này, Đỗ Hồng Cẩm và cha ruột của Thạch Hiên là Sở Phục Thịnh, đến Giang Bắc, muốn báo thù cho cậu ta. Hai người này đều là Thiên Tông hậu kỳ, kết quả cũng chết hết trong tay em họ. Thạch Cửu Thiên tiếp tục nói. Lúc ấy ông nội ở ngay hiện trường, theo như ông nội cháu nói, Tô Thương thủ đoạn vô biên, dốc hết toàn sức lực, mới có thể giết được hai tên Thiên Tông hậu kỳ kia, nhưng bản thân em ấy. A Thương có sao không chứ? Thạch Ngọc Yến lo lắng hỏi. Cô à, Tô Thương không sao hết, chỉ là bị thương nặng thôi, từ đó về sau cháu cũng không nghe được tin tức gì của em ấy nữa, chắc hẳn cũng khôi phục được 7-8 phần rồi. Thạch Cửu Thiên đáp lại. Như vậy cùng tốt. Thạch Ngọc Yến thở dài một hơi, sau đó lộ ra nụ cười vui mừng, 5 năm ngắn ngủi không ngờ anh thương của mình đã mạnh như vậy rồi, có thể giết được Thiên Tông hậu kỳ, chí ít thì nó cũng ở cảnh giới này. Sau khi vui mừng, sống mũi Thạch Ngọc Yến bỗng nhiên cay cay, rưng rưng nước mắt, thời gian 5 năm, mà đã tiến bộ lớn như thế, 5 năm này không biết nó đã sông như nào nhỉ, rốt cuộc đã chịu bao nhiêu đắng, chịu bao nhiêu sự khó khăn khổ cực chứ, A Thương. Cô ơi, đừng buồn ạ, Tô Thương có được thành tựu như ngày hôm nay, đó là chuyện đáng mừng đó ạ. Thạch Cửu Thiên an ủi. Đúng. Thạch Ngọc Yến lau nước mắt, khẽ cười nói, không thể khóc được, A Thương là niềm tự hào của cô đó. Cô ơi, còn có một chuyện, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thì Tô Thương chắc cũng sẽ đến núi Võ Đang, tham gia đại hội võ thuật của hàng trăm tông phái đấy ạ. Hả? Thạch Ngọc Yến khó hiểu nói, tại sao vậy, ai bảo nó đến thế? Đương nhiên là ông nội rồi ạ. Thạch Cửu Thiên vô cùng kính trọng Thạch Hạo Hán, biết rất nhiều chuyện, bèn nói ra, ông nội và Dược Vương Điện đã có một ước định nói mồm, chỉ cần Tô Thương có thể lấy được vị trí thứ nhất của đại hội võ thuật của trăm tông phái, ông liền cho phép Tô Thương ngồi lên vị trí đứng đầu của vùng núi Tế Trời, thậm chí sẽ để cho hai người đoàn tụ nữa cơ. Nhưng... Dựa vào thực lực của Tô Thương, chỉ sợ không có duyên với vị trí thứ nhất của đại hội võ thuật của trăm tông phái rồi, em ấy chỉ là Thiên Tông hậu kỳ mà thôi, chỉ sợ không lọt vào được vị trí thứ 20 ấy. Thạch Cửu Thiên nói như vậy, nhưng không hề tí mảy may xem thường nào. A Thương! Đại hội võ thuật của trăm tông phái vô cùng nguy hiểm, năm đó sở dĩ thần binh dám tham gia, là bởi vì thần binh có trụ cột bảo vệ nhà họ Tô. Nhưng người trụ cột đó, nhiều năm trước vì cứu thần binh, mà chúng phải kịch độc của lão độc vật, mất hết công lực, nếu như không có người bảo vệ A Thương, lỡ như thân phận của nó bị bại lộ, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Khuôn mặt Thạch Ngọc Yến tràn đầy sự lo âu, trong mắt cũng tràn đầy sự lo lắng. Cô ơi, cô yên tâm đi, 5 năm qua, nhờ có công ơn của cô, cháu nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Tô Thương, không để cho em ấy gặp một chút nguy hiểm nào hết. Thạch Cửu Thiên vừa cười vừa nói, hơn nữa, ông nội cũng đến Võ Đang, trông coi đại hội võ thuật của trăm tông phái và cuộc thi của các ngọn núi nổi tiếng. Từ trước đến nay ông nội thường nói năng chua ngoa nhưng trong lòng lại mềm yếu, bên ngoài thì nghiêm khắc nhưng bên trong thì mềm lòng, dù gì thì Tô Thương cũng là cháu ngoại của ông mà. Thạch Cửu Thiên cười nói, nếu em ấy gặp nguy hiểm, chắc chắn ông sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Còn trong đại hội võ thuật của hàng trăm tông phái, Tô Thương có lẽ sẽ gặp phải đối thủ mạnh, không tránh khỏi việc nguy hiểm đến tính mạng ạ. Thạch Cửu Thiên nói tiếp, nhưng, cháu ở trong giới luyện võ, cũng coi như có chút uy nghiêm,
các thanh niên tài năng của tông phái lớn, cũng có chút quen biết với cháu, cháu sẽ đi chào hỏi bọn họ trước, rồi bảo bọn họ quan tâm đến Tô Thương nhiều hơn. Cửu Thiên, vậy thì làm phiền cháu rồi, Thạch Ngọc Yến cảm kích nói. Cô ơi, cô như vậy là làm cháu ngại đấy ạ. Thạch Cửu Thiên nghiêm túc nói, đây là việc mà cháu nên làm, nếu cha cháu biết, thì ông ấy cũng muốn cháu làm như vậy, sao có thể nói là làm phiền được chứ? Ha ha, anh hai cô đã sinh ra một đứa trẻ ngoan ngoãn thật đấy. Khuôn mặt Thạch Ngọc Yến tràn đầy sự vui mừng nhìn sang Thạch Cửu Thiên, mà không tiếc lời ca ngợi. Cô ơi, Tô Thương có thể không thành công, nhưng cháu thì có thể. Thạch Cửu Thiên cam kết, cô ở Tư Quá Nhai, đợi tin tốt của cháu đi, sau khi Tử Võ Đang trở về, cháu sẽ dẫn em họ Tô Thương, đến đón cô rời khỏi Tư Quá Nhai. Thời gian không còn sớm nữa, ngày mai cháu sẽ khởi hành đến Võ Đang, nên phải chuẩn bị một chút, không thể ở với cô thêm được nữa rồi. Cháu đi đi, Thạch Ngọc Yến gật đầu nói. Liên quan đến đại hội võ thuật của hàng trăm tông phái, cháu đừng áp lực quá nhé. Vâng. Thạch Cửu Thiên quay người lại hành lễ, sau đó liền thả người bay vọt ra khỏi thác nước, lui ra khỏi Tư Quá Nhai. Nhìn Thạch Cửu Thiên rời đi, Thạch Ngọc Yến ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên đỉnh đầu, trong ánh mắt tràn đầy nỗi nhớ nhung. Thần binh, A Thương, Dực Cân. Đã 5 năm rồi, chúng ta xa cách được 5 năm rồi. Hoa cuối cùng cũng phải nở, chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? Cùng lúc đó, núi Lao Sơn, của vùng đất giữa núi và biển. Đây là một ngọn núi tiên nằm trên biển, xung quanh sóng biển ngập trời, trên núi cây cối xanh tươi tốt, phong cảnh có một không hai. Động tĩnh của Thục Phân Lôi Kiếp, đương nhiên cũng chuyển đến nơi này. Người tu chân ơi! Một ông già trên người mặc bộ áo đạo quán, khoanh chân ngồi trên chiếc nệm bằng cói, xung quanh tối tăm vô cùng. Ông lão này, hốc mắt rất sâu, cơ thể gầy guộc, khá là tiều tụy. Nhưng hai mắt của ông ta, lại rất sáng và có hồn, ánh nhìn sắc sảo hung tợn, khiến người khác phải sợ hãi. Đại hội võ thuật của hàng trăm tông phái và cuộc thi đấu của các ngọn núi nổi tiếng sắp đến, thời khắc mấu chốt như vậy, lại có người tu chân độ kiếp. Chẳng lẽ thiên hạ muốn xuất hiện thêm một Tô Vô Kỵ thứ hai sao? Được rồi, cho dù là người tu chân thật, cũng không ảnh hưởng tới vùng đất giữa núi và biển của mình. Cuộc thi đấu của các ngọn núi nổi tiếng lần này, ông đây phải đến Võ Đang khiêu chiến mới được, để chứng minh cho giới luyện võ thấy, núi Lao Sơn của tôi mới là võ đạo chính thống, chứ không phải là Võ Đang. Nói xong câu cuối cùng, trong ánh mắt của ông lão, như có sức mạnh thực sự. Đến ánh trăng cũng yếu đuối đi vài phần dưới sự oai phong của ông ta. Một bên khác, Lư Sơn, thuộc vùng đất thâm sâu vân vụ. Trong mây và biển, một người thanh niên mặc áo dài cổ truyền màu đen, ngạo nghễ đứng thẳng người lên. Anh ta giống như mới 20-30 tuổi, mắt sáng còn lông mày thì như lưỡi mác, xung quanh người được bao quanh một làn mây mù lúc ẩn lúc hiện. Người này chính là nhân tài số 1 của núi Lư Sơn. Mặc Đao, mọi người hay gọi là Mặc Đao công tử. Sư phụ tôi, rời khỏi núi Lư Sơn gần 10 năm, không biết bây giờ như thế nào rồi. Mặc Đao ngẩng đầu nhìn về phía Giang Bắc ở đằng xa, lẩm bẩm nói, trên mạng đều đang đồn, Giang Bắc có người độ kiếp, chỉ sợ giới luyện võ sẽ không được thái bình rồi. Sư phụ, ngài sẽ đến Võ Đang trấn giữ con chứ? Sư phụ của Mặc Đao, chính là lão độc vật Lâm Uyên. Trước đó ở chiến trường biên giới phía Nam, lão độc vật có ý đồ ra tay với Tô Thương, nhưng bị Tây Giao đánh cho chạy mất hút, không biết tung tích ở đâu nữa. Giang Bắc, 5 năm rồi, kể từ khi biết Tuyết Nhi mất đi sự trong sạch ở Giang, tôi chỉ muốn đến Giang Bắc, dùng công pháp hạ độc cả đời mà tôi học được, để hủy diệt thành phố này. Ánh mắt của Mặc Đao hiện lên một vẻ hung hãn, lẩm bẩm nói, nhưng vì đại hội võ thuật của trăm tông phái lần này, tôi lựa chọn che giấu, với tư cách là một nhân tài ẩn giấu của nơi thâm sâu vân vụ, tôi không thể tùy ý để lộ ra thực lực thật được. Nhưng mấy hôm nữa là đại hội võ thuật của hàng trăm tông phái, đợi sau khi đoạt được danh hiệu đứng nhất, tôi sẽ đi một mình đến Giang Bắc, để bắt lấy tên công tử ăn chơi trác táng đã cướp đi sự trong sạch của Tuyết Nhi, khiến cho anh ta sống không bằng chết, đồng thời sẽ hạ độc hại chết hết mọi người ở Giang Bắc, rồi nói với mọi người trong thiên hạ.
đồ của tôi, không ai có thể động vào được. Tuyết Nhi mà Mạc Đao nhắc đến, tất nhiên là minh chủ của liên minh cửu môn Thiên Sơn Tuyết. Chấm chấm chấm. Trong giới luyện võ, không chỉ có ba phe phái này phát hiện ra, mà rất nhiều tông phái khác cũng đã nghi ngờ rồi. Lúc này, biệt thự ven sông ở Giang Bắc. Qua vài phút, con hồ ly chín đuôi đang chiến đấu với lôi kiếp, toàn thân đều là máu đỏ, còn hở một tí lông trắng nào hết luôn. Bây giờ, con hồ ly chín đuôi này mới đứng dậy, đều phải dốc hết sức, cũng may lôi kiếp cũng sắp hết rồi, chỉ còn lại một trận cuối cùng nữa thôi. Ầm ầm. Dựa vào tiếng vang đó, một dòng lôi điện bỗng đánh thẳng vào người hồ ly chín đuôi. Ngao. Trong chốc lát, hồ ly chín đuôi phát ra một tiếng kêu, cơ thể phát ra một ánh sáng, rơi xuống từ bên trong lôi điện xuống. Cùng lúc đó, luồng lôi điện hoàn toàn biến mất, bầu trời đêm lại yên bình trở lại, mặt trăng sáng treo cao trên đỉnh đầu. Còn về hồ ly chín đuôi biến thành ánh sáng, vừa đúng rơi thẳng vào biệt thự ven sông. Thục phân. Tô Thương bay thẳng lên trời, cách mặt đất khoảng 10 mét rồi đón lấy hồ ly chín đuôi. Tỉ mỉ kiểm tra qua một lượt, Tô Thương thở phào nhẹ nhõm nói, may quá, chỉ là đã hôn mê thôi. Thục phân nguy hiểm quá đấy, tôi vốn cho rằng cô ấy sẽ ta tay đánh phá tan tành lực của lôi kiếp, nhưng tôi không ngờ rằng, cô ấy lại dùng cơ thể để chống lại nó, không những không tránh, mà còn chủ động tiếp nhận, cố ý để cho lôi kiếp đánh vào người cô ấy. Như vậy là rất lớn, cơ thể của cô ấy đã trải qua lễ thanh tẩy của lôi điện, rồi biến thành một cơ thể vô cùng mạnh. Ta nhận ra được trong cơ thể cô ấy có một nguồn điện đang tuôn chảy, vượt qua được lôi kiếp, những lực lôi điện đó sẽ nàng đã có lôi điện chủ lực chảy động, vượt qua lôi kiếp, những lôi điện đó sẽ hoàn lại, nếu không xảy ra việc ngoài ý muốn gì, thì vết thương của Thục Phân chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn thôi. Nghĩ đến đây, Tô Thương liền ôm lấy hồ ly chín đuôi, về đến phòng ở tầng 3, đặt hồ ly nằm trên giường của mình. Ngay sau đó, anh ấy liền lấy ra mấy viên đá năng lượng, bố trí một trận pháp nhỏ. Một khi có người tới gần, anh ấy sẽ phát hiện ra. Sau đó, Tô Thương liền ngồi khoanh chân ngay cạnh giường, bắt đầu suy nghĩ chuyện bản thân trúc cơ. Thục phân trúc cơ, đã thu hút lôi kiếp mạnh đến như vậy, cô ấy đúng là nhân tài, mà thể chất chỉ là một con hồ ly chín đuôi, cơ thể mạnh mẽ, có thể chống lại lôi kiếp được. Nhưng mình thì khác, tuy có hồn phách của tiên đế, nhưng cơ thể lại chưa từng trở nên mạnh như vậy. Tô Thương lo lắng nói, hơn nữa, nếu như hồn phách của tiên đế hồn phách bị thiên đạo phát hiện, e là lực của lôi kiếp sẽ trở nên kinh khủng hơn, dù gì thì thiên đạo lúc nào cũng chèn ép những chiến sĩ tu chân mà. Loại hồn phách tiên đế này, nếu xuất hiện ở trái đất, chắc là thiên đạo sẽ giáng xuống lôi kiếp mạnh hơn, trực tiếp xóa sổ mình luôn. Sắc mặt Tô Thương nghiêm túc nói, không được, mình nhất định phải hoãn lại một chút, phải có sự chuẩn bị để trúc cơ một thêm một lần nữa, khi trúc cơ tối thiểu nhất, phải che giấu được linh hồn của tiên đế. Bây giờ mình có được tháp hư không, nếu nhiều đá năng lượng thêm chút nữa, ngược lại có thể làm được phần này. Tô Thương tính toán nói, có thể cái này ít nhất phải cần hơn 10.000 viên đá năng lượng, trong vòng tay chứa đồ của mình còn thiếu rất nhiều. Xem ra phải cố gắng thu thập thêm đá năng lượng mới được. Nhưng bây giờ để mà nói, nếu mình không trúc cơ, thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì quá lớn. Tô Vương nhìn qua hồ ly chín đuôi nằm ở trên giường, khẽ cười nói, bây giờ, sức chiến đấu của Thục Phân, chắc chắn sẽ rất khủng, có cô ấy ở đây, chuyến đi lên núi võ đang lần này, mình càng có thể coi thường bọn luyện võ trong thiên hạ rồi, ai cũng không thể làm gì được mình hết. Lần này đến núi Võ Đang, ngoại trừ tham gia đại hội võ thuật của trăm tông phái và cuộc thi đấu của các ngọn núi nổi tiếng ra, thì mình muốn tìm đến người được gọi là môn chủ, xem ông ta có thể suy diễn thiên cơ được không. Nghĩ đến đây, Tô Thương liền chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu thi triển cửu u trấn ngục quyết, linh khí tràn ngập khắp toàn thân. Chấm chấm chấm. Tuy Thục Phân đã kết thúc độ kiếp, nhưng liên quan đến chuyện lôi điện xuất hiện ở Giang Bắc, cuối cùng vẫn bị phát tán lên mạng. Mẹ kiếp, mất một con hồ ly, mà lôi điện cũng biến mất. Nó độ kiếp thành công hay là thất bại, mình nhìn thấy một tia sáng rơi xuống. Con hồ ly đúng là đẹp thật,
nhìn đẹp hơn cả những con vật ở vườn bách thú nhiều. Mình xem rất nhiều phim truyền hình điện ảnh, hồ ly mà biến thành người thì đều là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, không biết nó có thể biến thành như vậy không nữa. Các bạn, tôi cảnh cáo mọi người, đừng có bàn tán bà xã nữa, như vậy thì tôi sẽ tức giận đó. Bà xã, đừng giả vờ nữa được không, thật là nực cười, rõ ràng cô ấy là vợ tôi mà. Cư dân mạng phân vân. Nhưng nhà nước tránh việc gây nên khủng hoảng cho xã hội, nên đã lập tức tuyên bố thông báo, nói việc độ kiếp ở Giang Bắc, chỉ là ảo ảnh mà thôi, chỉ là ảo ảnh của khúc xạ ánh sáng làm cho mắt mình mờ đi thôi. Toàn cả đều là giả, căn bản không có hồ ly trắng độ kiếp, thậm chí cũng chẳng xuất hiện lôi điện, tất cả đều là ảo tưởng, mong mọi người không nên sợ hãi. Đồng thời, vệ sĩ của nhà nước còn mời chuyên gia của Viện Khoa học nước Hoa, để tiếp nhận phỏng vấn trong đêm, thông qua những hiểu biết về chuyên ngành vật lý, để giải thích vụ việc độ kiếp ở Giang Bắc. Lý do thoái thác lần này, đã làm phần lớn cộng đồng mạng dao động, dù sao thì trong thế giới quan bọn họ cũng đứng vững được nhiều năm như vậy, không có yêu ma quỷ quái, toàn bộ đều là những sự việc kỳ lạ, đều có thể dùng khoa học để giải thích. Nhưng vẫn là có một phần nhỏ dân mạng kiên quyết tin tưởng Hồ Tiên là thật sự tồn tại, bởi vậy đã biến thành anh hùng bàn phím, trả treo lại với các giáo sư chuyên gia của Viện Khoa học nước Hoa trên các nền tảng mạng xã hội. Chấm chấm chấm. Chớp mắt một cái. Mặt trời mới lên từ hướng đông, đã đến ngày hôm sau rồi. Tô Thương ngồi khoanh chân lại, hai mắt khép hờ, đang tu luyện cửu u trấn ngục quyết. Nhưng lúc này, anh bỗng nhiên cảm giác trên mặt hơi ngứa, liền mở mắt. Kết quả trong nháy liền trợn mắt hốc mồm, sững sờ tại ngay tại chỗ. Thục Phân, cô ấy, hóa thành hình người rồi, dáng người xinh đẹp nhỏ nhắn, trắng nõn, bên trên cơ thể toát ra một mùi hương đặc trưng. Nhất là mặt của cô ấy. Khuôn mặt này quyến rũ quá đi, đúng là được trời cao chiếu cố, hiểu biết tinh thông, và một đôi mắt đẹp, câu hồn đoạt phách, làm tim người khác phải đập thình thịch luôn hồi. Vì lần thứ nhất biến thành hình người, Thục Phân lúc trước là hồ ly chín đuôi, không mặc quần áo, cho nên bây giờ. Khụ khụ. Nhưng cô ấy biến hóa cũng không triệt để, cái đuôi màu trắng vẫn còn, sở dĩ lúc nãy Tô Thương cảm thấy ngứa một chút, chính là cô ấy đang dùng cái đuôi mượt như nhung, cọ vào mặt Tô Thương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.